Tuần trước, 4 bảng đấu đã được thành lập. Mỗi bảng đấu được hướng dẫn bởi một mentor, người chi nhiều tiền nhất cho các rapper của bảng đấu đó. Đứng trước trận đấu sinh tử giữa các bảng đấu của vòng Sample, nơi mà mỗi thí sinh sẽ chọn một bài hát gốc để làm mẫu, từ đó sáng tạo ra một tác phẩm mới của riêng mình, vừa hội tụ những gì được xem là tinh túy từ bài hát được lấy mẫu, vừa mang theo cá tính riêng biệt của từng thí sinh. Vì vậy, đòi hỏi các rapper phải làm việc cực kỳ nghiêm túc cùng các mentor và giám đốc âm nhạc để cho ra tác phẩm hoàn hảo nhất. Vòng 3 diễn ra thì khá gấp rút. Trong cái khoảng thời gian gấp rút như vậy, thì mình sẽ viết những cái nào mà mình cảm thấy là tự tin nhất, chắc ăn nhất. Bước vào vòng thi này, mình đã đắn đo và suy nghĩ với rất là nhiều sample khác nhau, bởi vì mình rất thích nhiều bài nhạc. Nhưng mà cuối cùng mình đã chọn một sample mình rất thích. Và khi mà mình chọn được sample rồi thì lúc đấy mình triển khai một bài nhạc như cách mình làm bài văn luôn á. Tức là mình sẽ có phần mở, thân kết cũng như những luận điểm mình sử dụng trong bài. Từ đó mình gạch ra những luận điểm chính và sau đó mình hoàn thiện bài nhạc đó. Để có thể hoàn thiện phần lyric của mình thì mình đã tìm hiểu những cái thứ liên quan đến tài liệu, sách và phim ảnh. Hầu như là các từ ngữ nó đã có nằm trong đầu mình, bởi vì mình thích những cái ngôn từ có trong văn học. Mình nghĩ cần phải làm thế nào để cho bài nhạc của mình độc đáo một cách hoàn toàn nhất có thể. Sự đột phá của mình đặt nó vào nội dung và cách thức mình thể hiện điều đó như thế nào. Hơn thế nữa, các thí sinh của bảng A đang là những người có nhiều tiền cược nhất, nên họ được phép chọn đối thủ của mình từ bảng D, là những thí sinh sở hữu số tiền thấp nhất trong top 40. Và trong mỗi cặp đấu chỉ có duy nhất một người đi tiếp. Được chơi 1 chọi 1 và được quyền chọn đối thủ từ phía team có cao điểm hơn. Trong lần thi này cho các bạn được một cái tinh thần là phải bắt đầu nghiêm túc hơn về chuyện này. Đối với mình, trận tiếp theo như là trận chung kết vậy, tại vì phải đấu với những người mạnh nhất. Còn mình thì ở chót, nên mình giống như một mũi tên vậy á. Mình lùi một bước thì để tiến những bước xa hơn. Cái bộ phong mình khúc cuối là em nên có nên cúi à, đừng có cúi nhiều quá, đứng một chỗ thôi rồi quay mặt qua chỗ khác. Khi cái số tiền giữa hai đội nó khá chênh lệch á, thì mình nghĩ là các bạn bảng A đang có nhiều thứ để mất hơn mình. Thì lúc đó chắc chắn là mình sẽ chơi hết sức hơn và hết mình hơn. Những đối thủ bảng D bây giờ đang là những cái quả bom mà bây giờ họ sẽ sử dụng tất cả những cái gì họ có để chơi cái round này. Vậy nên là những người cao điểm cũng chưa chắc đã an toàn, những người thấp điểm cũng sẽ phải rất là cố gắng. Làm một động tác nữa, mình nghĩ là càng nhiều động tác phải trình diễn mình càng tốt. Cái dáng chuyển động của em thật là nhiều, cao xuống dưới, dưới lên cao, dưới lên cao, tiếp tục sang bên này tiếp, lại đi về giữa, bắt vào flow kia, di chuyển vào hai bên này. Kết thúc vẫn phải về điểm giữa. Đúng rồi, em hiểu vấn đề. Các bạn hãy cứ việc chơi như là bản thân mình thôi, vì một khi các bạn đứng trên sân khấu, các bạn là chính mình thì không có thể so sánh được ai với ai nữa hết. Và đêm nay, 5 cặp thí sinh đầu tiên của hai bảng A và D sẽ đối đầu nhau. Nhưng những người quyết định việc đi hay ở trong mỗi cặp đấu không phải là huấn luyện viên của họ. Để tạo sự công bằng, hai mentor của bảng B và C là Big Daddy và Lil Sadi sẽ cùng giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đưa ra quyết định ai là người đi tiếp. Các thí sinh cùng huấn luyện viên của mình đã sẵn sàng để mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất. Mỗi đối thủ đều có một cái khả năng riêng và một cái sức mạnh riêng của mọi người. Mình đã chuẩn bị từ nhạc, beat, tóc tai, quần áo, phần biểu diễn của mình, chuẩn bị về tinh thần, cố gắng hết sức để đi tiếp vào vòng trong và đi sâu nhất trong chương trình này. Đến với trận đấu này, mình mang toàn bộ sức mạnh của bản thân mình ra cho mọi người thấy. Mình tự tin khoảng 90% là mình đã vượt qua chính mình, vì đối thủ lớn nhất chính là bản thân của mình. Mình thích thử sức mình với cả những người trẻ, vì nếu như mình có thể thắng được những người trẻ thì có nghĩa là mình chưa lỗi thời. Còn kết quả như thế nào thì thời gian sẽ trả lời và ban giám khảo sẽ quyết định. Sân khấu của vòng Sample đã lên đèn, sân đấu đã rực lửa. Chỉ những rapper mạnh nhất mới thăng hoa từ trong lửa đỏ. Ngay bây giờ, hãy cùng chào đón họ. Today I'm MC Goku on the mic, your check. Welcome to King of Rap. Bước vào trong show, chúng ta hãy cùng make some noise cho MC Philip và 4 vị mentor của chúng ta. Hãy cùng shout out cho anh Lil Sadi.
mấy sắp đời cho LK và đặc Maniac mấy sắp đời. Hãy cùng sao đào cho Big Daddy. Và chúng ta không thể thiếu vị giám đốc âm nhạc của chúng ta, Trần Hồ Hoài An. Yeah, và trước mặt tôi đây, nữ DJ xinh đẹp, mấy sắp đời cho Trang Bương. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Welcome to King of Rap. Một cái đồng thể thương một với ai đây. Welcome to King of Rap. Rah. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhắc đến MC Goku. Có thể là một màn mở đầu cho King of Rap tràn đầy năng lượng. Và tôi nghĩ là đó là cách mà anh em rap giới thiệu nhau đầy trân trọng như thế. Càng bước vào thế giới của rap, chúng ta càng trân trọng công sức lao động của những rapper và đặc biệt là yêu những người yêu nhạc rap, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một vòng thi có lẽ là sẽ hồi hộp và cực kỳ gay cấn khi mà các thí sinh của chúng ta sẽ chính thức bước vào một trận chiến vô cùng nảy lửa, đó chính là Rap Battle. Hai bảng thí sinh sẽ thi đấu cùng nhau đầu tiên ngày hôm nay chính là bảng A và bảng D của mentor LK và Đạt Maniac. Hai người có rất nhiều việc phải làm trong hậu trường để động viên những học trò của mình. Xin mời LK và Đạt Maniac sẽ di chuyển vào hậu trường ạ. Chúc cho hai anh sẽ có những phần trình diễn cho đội của mình thật là tốt. Và còn lại trên sân khấu chắc chắn rồi là những người khách quan nhất, công tâm nhất đánh giá phần trình diễn của các rapper ngày hôm nay. Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, Lil Shady và Big Daddy sẽ trở về ghế nóng của mình. Xin mời. Yeah, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đến với vòng thi đấu Sample. Xin được chúc mừng tất cả các thí sinh của chúng ta đang có mặt tại đây. Các bạn đang là thành viên của bảng A và bảng D của chương trình King of Rap. Như các bạn được biết, bảng A sẽ có số like và số tiền thưởng cao nhất. Vì vậy, bảng A sẽ được quyền ưu tiên chọn các đối thủ thách đấu ở bảng D. Yeah, và trước khi đến với phần khiêu chiến của các thí sinh, chúng ta sẽ đến với một màn rất là ấn tượng trong ngày hôm nay. Now xin mời Mentor LK. Và bên đây xin mời Mentor Đạt Maria. Freestyle với cả no beat không phải thế mạnh của mình nên mình sẽ nhường cho mentor của team Daddy trước. Ok. Ayo, để anh đưa tụi em về những ngày 2008 khi tụi em còn là những thằng nhóc đưa tay sẽ nắm, chưa được nghe nhịp pum pháp bao người say kẻ đắm, thời nay cành cây để nhánh. Thì bây giờ anh sẽ dạy trẻ ranh sống như thế này không thể nào khỏe mạnh. Mấy thằng xanh xao này tao vẽ mình thanh cao nhưng còn xanh xao trong là canh rau. Team D không sợ mưa không sợ nắng, rap cong cong vẹo vẹo gặp anh là loại thẳng. Gì thế? Hôm nọ trong một phần nhận xét của LK, LK đã nói với cả người em của mình là Đạt là nói chậm thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ chính thức thay mặt miền Bắc nói một câu thứ hai là rap chậm thôi. Yeah. Hôm nay đứng đây, LK được đấu với ma tốc độ. Anh Mạnh Thủy, anh là ngựa bên này, nhờ em pha chút hộ. Oh. Team A là những con ngựa chạy đến cuối đường đua. Team D như hiếu thứ hai đang lạc giữa những vòng cua. Team A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, người cười. Team A hôm nay đến đây để thắng team D tuyệt đối 10 trên 10. Và đó là bài chào đầu vô cùng ấn tượng của hai mentor bên bảng A và bảng D. Nào anh em cùng make some noise. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khiêu chiến của bảng A và bảng D. Let's get it. Bây giờ đây chúng ta sẽ đến với thí sinh cao điểm nhất. Nào xin mời Woody 60 triệu đồng. Âm thanh này xuất phát từ Hải Phạm Woody nghe mà khen. Chú có biết anh em tôi phải thích nghi với lời khen, không có thời gian cho lời chê và ghét. Có thể là tôi đúng, cũng có thể là các bạn sai. Nhạc hay không nhớ đến tuổi tác, đọ với tôi một verse để xem ai mới là thầy ai. Yeah. Chưa bao giờ xuống trình trường án một ai, tôi luôn kéo ra thời thế cho lúc các bạn tồn tại. Có người bảo tôi mất chất giờ nhạc skirt skirt, tôi vào ngày chờ xem có bao nhiêu lời đồn đại. Đi show live là kiếm tiền, tất cả ok chỉ trong một cuộc thoại. Bởi vì đây là word nào tất game này dễ. Và đây là con quái nhân, thì anh em tôi hợp lại. Đó là Woody. Woody sẽ chọn ai nào? Phật. Yes, xin mời Phật. Này em, let's go. Let's go. Let's go. Yo.
À, đây là team D. Và khi mà nghe team A rap, tôi chỉ nghe tiếng bla bla bla. Ha, à, tôi vào đây khi mà punchline thì đơn giản team D sẽ kêu Yeah. Và bây giờ tôi nói thẳng là team A không thể nào thắng team D nha nha nha. À, thì lý do chỉ đơn giản là team A sẽ rap theo kiểu à, vừa rồi ấy, vừa rồi Đạt Minan Maniac mới bảo tôi là phản ơi em vào chậm thôi. Cũng như cái cách mà anh LK bảo anh Đạt Maniac ấy, em ơi, rap chậm thôi. Đầu tiên là mình rất bất ngờ, nhưng mà sau đó đã lấy lại tinh thần và mình chắc chắn là sẽ chiến hết mình vào trong vòng đấu này. Woody à, anh biết là anh em mình sẽ đấu với nhau ở trong vòng đấu này, nhưng mà anh mong rằng hai anh em mình sẽ cùng chiến đấu hết sức mình. Và dù ai thắng ai thua thì anh em mình về vẫn sẽ bắt tay với nhau. Vì mình là một thí sinh cao điểm nhất bảng A, vậy nên mình nghĩ là mình sẽ chơi với một thí sinh cao điểm nhất bảng D, và đó là Phở. Phở thì là một người khá là mạnh về lyric và concept. Mình khá tự tin sản phẩm của mình sẽ chiến thắng khoảng 80-90%. Mình đã dành rất nhiều thời gian và chất xám cho nó. Tạm biệt anh Phở. Chạy cho mình một hướng đi và cứ từng tiếng mà tới. Mặc kệ nhiều lần chân muốn khuyên, người ta lại khuyên là thôi. Bước vào phòng thi này mình đã đắn đo và suy nghĩ với rất là nhiều sample khác nhau, bởi vì mình rất thích nhiều bài nhạc. Nhưng mà cuối cùng mình đã chọn ra một sample mình rất thích, đó chính là bốn chữ lắm. Nhưng mặc dù khó. Ok ok. Em đã chơi hết cái vòi của em trong cái phần trình diễn đã chưa? Chưa anh ạ. Nó cứ bị làm sao ấy. Chơi hết cái giọng của em đi, để biết được cái khả năng em sẽ đứng trên sân khấu như thế nào. Phải rõ chữ ra nha. Anh em có thằng lầm lũ, một vài thằng đang ở bên Tây. Có thằng thực tế, thằng mơ mộng đầu óc bay ở trên mây. Và có thằng muốn làm ca sĩ với cây viết đang cầm trên tay. Yeah. Nhìn chung là ổn á, nhưng mà lên sân khấu thì đầu tư thêm công lực nữa. Dạ vâng. Bản thân mình trước khi bước vào vòng đấu này rất áp lực và tâm lý. Anh Đạt Maniac, anh truyền ít mana và tinh thần của mình đã cao hơn, và mình nghĩ là tâm lý mình sẽ tốt hơn vào trong vòng đấu này. Yeah yeah. Chắc bản thân ơi, không biết luôn. Duyên số sinh ra chúng mình. Yeah yeah. Cho những người đồng chí xa hai bên vai, những ca từ mới anh em vác ngay lên mai. Cho những giai điệu hay tung bay hết đêm nay. Bài thi của mình thì lấy ý tưởng và lấy sample từ bài hát Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em của Akira Fan. Nhưng mà mình không sử dụng 100% cái sample đó, mà mình xử lý lại cái sample đó theo cái style của mình. Bởi vì dạo gần đây mình nghiên cứu rất nhiều về những cái melody guitar, những cái hòa âm guitar, và mình đã cảm thấy là mình rất là cuốn hút về nó. Nên là mình muốn thử pha trộn một chút guitar, không phải là acoustic, không phải là những cái dòng nhạc nhẹ, mà sẽ pha vào một cuộc trống của trap. Bạn này được cái là rap chữ nó rõ ràng. Đúng rồi. Đấy là cái thế mạnh. Yeah. Mà tự tin lắm, em thấy nhìn rất là tự tin. Nhưng nhá, nói thật nhá, chưa đặc biệt. Em có nghĩ là phong độ mình đang ổn định không? Phong độ của mình không thể là mà lúc nào cũng... Không, ở đây không có điều kiện để cho mình xuống phong độ. Không, em không coi đây là một cái xuống phong độ đâu. Em chỉ coi đây là một cái cách mà em thay đổi từ round 2 sang round 3. Thì em còn đâu còn biết em bao nhiêu vòng đâu mà em chủ quan giống như em. Không, rồi. Em không chủ quan đâu ạ. Em làm những cái gì đó là rất sở trường và những cái mà mình tương đối là an toàn nhất. Cái đấy chính là một suy nghĩ sai lầm. Thì anh không chê bài này của em. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là anh mong chờ cái hơn của em. Vâng. Bởi vì em không có nhiều thời gian để đứng trên sân khấu đâu. Cái show này em chỉ được hát có thêm vài lần nữa thôi là hết chương trình rồi. Vâng. Thế thì cái dấu ấn của em để lại cái đây là cái gì? Vâng ạ. Em sẽ về để thu gom. Vâng, sẽ trải nghiệm thêm. Thực ra luật chơi này cũng khá là khắc nghiệt, nhưng mà nó sẽ là cái áp lực cho cả bảng A và cả bảng D. Bảng A tuy nhiều điểm, nhưng mà những đối thủ bảng D bây giờ đang là những cái quả bom mà bây giờ họ sẽ sử dụng tất cả những cái gì họ có để chơi cái round này. Vậy nên là những người cao điểm cũng chưa chắc đã an toàn, những người thấp điểm cũng sẽ phải rất là cố gắng. Woody cũng là một người khá mạnh, mình rất thích Woody bởi vì mình rất muốn cọ sát với một người mạnh như vậy. Có thể sẽ làm tăng kinh nghiệm của mình hơn. Phở cũng là một đấu thủ khá là chắc tay, mình sẽ phải dè chừng.
yeah. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình, yeah, yeah. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình, yeah. Yeah, cho những người đồng chí ra hai bên vai, những ca từ mới anh em phát ngay lên mai, cho những giai điệu hay tung bay hết đêm nay. Tới khi cần giải nhất ở trên tay, năm nay không có gấu tuy nhiên anh không cô đơn, vui lắm quên mà hôm đi trăm đêm Valentine, cùng với tiếng beat vẫn đang vang bên tai, cả đội đi tới chương trình nên mang thêm ngay. Cho những người đồng chí ra hai bên vai, những ca từ mới anh em phát ngay lên mai, cho những giai điệu hay tung bay hết đêm nay. Tới khi cần giải nhất ở trên tay, yêu đương anh không thích anh chỉ thích lên trên kia với anh em và cháy. Night by night, I won't make my mama cry, cả vợ trên nếu ba mà sai. Anh em ở chung trong một khu nhà, từ khi không ai gọi là dư giả, người địa phương người sư giả, trông nhỏ con mà ra thì như là những người lên trên đầu kiệt đường, luôn luôn bình tĩnh, phóng tay khiêm nhường, được đi luôn phải tế, y như trên trường, trước ngày nhỏ to chúng ta ca đến trên đường. Let's go. Duyên số sinh ra mình rồi bạn thân ơi, nếu mình không cùng phe thì xin đừng ca chân tôi. Nếu như ai cũng chỉ muốn tốt cho bạn thân thôi, đâu là lúc để sự can đảm lên ngôi. Thiệt cùng nhảy múa chỉ là bạn, thiệt tàn ngủ xuống mới là thân, phải chờ khi hoạn nạn, chưa biết tình còn hay tình cạn, đã vội đặt chữ bạn lên bàn cân. Trai gái càng ngầu càng điệu, từ trên xuống dưới toàn đồ hàng hiệu, mà càng phong quá thì memo càng yêu, mà kể cả biết có thêm hơn rồi. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình, yeah. Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình, yeah, yeah. Cho những người đồng chí ra hai bên vai, những ca từ mới anh em phát ngay lên mai, cho những giai điệu hay tung bay hết đêm nay. Lời khi cần giải nhất ở trên tay, điều này không có gấu tuy nhiên anh không cô đơn, vui lắm quên mà hôn mình trong đêm Valentine, cùng với tiếng beat vẫn đang vang bên tai, cả đội đi tới chương trình nên mang thêm ngay. Cho những người đồng chí ra hai bên vai, những ca từ mới anh em phát ngay lên mai, cho những giai điệu hay tung bay hết đêm nay. Lời khi cầm giải nhất ở trên tay, yêu đương anh không thích anh chỉ tình lên trên kia với anh em và trai. Night by night, I won't make my mama cry, cảm ơn trên hiểu bà mà sai. Yo boy, chuyện từ lâu chưa chưa kể ra, có những kỷ niệm từ lâu anh em ta đã để qua. Quên đi cái khoảnh khắc mỗi ngày đều là một điều lạ, thời gian không ở gần nhưng sao lại chẳng thể xa. Chạy đuổi thời gian về lúc mình còn buồn khăn quàng, chơi kẻ gian bắt cướp còn vui hay nhận được trăm ngàn. Chạy nhiều thì khát nước, túi nên chạy ở góc ngăn bàn. Ông còn nhớ ở trước tay của lớp mình nhắc văn hoàn. Không, ai là người biết lớp tao chúng mình đã từng ghi ra như dòng lyric X for number one. Và ông là người cùng tôi đọc ra những lời rất đầu tiên, dù biết rằng sẽ chẳng ai thích thời gian như dòng sông. Trở ra ngoài xa thì tôi mới bắt đầu trông về quá khứ tôi và ông. Nếu như có món quà ông trời cho thì tôi sẽ cùng ông trở về hồi đó để đá bóng đến cầu lâu. Wow, lắm buồn nào rồi lắm phiền muộn, bao nhiêu từ đường chuyện trong gai, lắm chuyện buồn chạy ra suốt đoạn đường. Hôm qua là vương chưa còn đường, hôm nay đói cồn cào nhiều bữa tức dồn vào. Nhưng xung quanh ta có những người anh em, lắm nụ cười và những tấm lòng thành, năm giờ tôi thường luôn gọi trong tay. Đến đại học anh em ta mới hỏi thăm nhau qua việc dòng tin nhắn, giờ này có mày giỏi chăng, em vẫn còn ở đó hay đã biết rồi chăng. Anh em cùng lập nhóm nhạc mà đã làm được phải căng, cùng nhau mà dân chơi, cùng nhau mà dây mai, cùng nhau lời viết lời để ăn cơm để ngây hai, cùng nhau ngồi mày mò thật thuốc để đây ra, cùng lên sân đấu là một chiến binh phi xa thật đầy ba. Là người con đất hai không làng hoa rất hài mong, là thân thân nói chuyện mà chẳng có dài dòng, đã chỉ kiếm được vài đồng là luôn có tài năng, nhưng chỉ vì công chung quan điểm mà dẫn nhóm rất ngài năng. Yeah, có mặt trước một người sau, sau bao năm cũng hẹn nhau uống nước gặp nhau, ta có thể đâu có thể xa những âm nhạc sống cùng dòng kinh nhau rap 602 thằng bạn sống cùng phòng. Lắm buồn nào rồi lắm phiền muộn, bao nhiêu từ những chuyện hôm nay, lắm chuyện buồn chạy ra suốt đoạn đường. Hôm qua là vương chưa còn đường, hôm nay đói cồn cào nhiều bữa tức sồn sao. Từ xung quanh ta có những người anh em, lắm nụ cười và những tấm lòng thành, năm giờ yêu thương luôn gọn trong tay. Quả đấy mà thêm một cái cao trào cuối cùng cũng phải hay hơn không em? Sau đó beatbox rồi.
Và đó là Woody, chiến binh đến từ bảng A đang sở hữu 60 like tương ứng với 60 triệu đồng. Cùng với Phở, thí sinh đến từ bảng D với 10 like khiêm tốn. Không biết là họ sẽ nhận được những nhận xét như thế nào từ phía các mentor. Sau khi nghe phần trình diễn đầu tiên, có lẽ là chúng ta liên tưởng rất nhiều về những ngày tháng khi mà những anh em rapper cùng với nhau hát đến những sân khấu underground và đã cháy hết mình. Big Daddy, bạn nói gì? Đầu tiên thì mình muốn nhận xét về Phởn. Phởn là một thí sinh rất là cố gắng ở xuyên suốt những cái vòng vừa rồi. Và em đã chứng minh được cho mọi người thấy là em là một thí sinh rất là nội lực. Ở cái vòng này thì anh không có nhận xét nhiều về chuyên môn, mà anh chỉ muốn nói là em lấy sample của bài 4 chữ lắm đúng không? Tuy nhiên thì cái nội dung mà em đưa ra thì anh thấy nó chưa được rõ ràng. Hoặc có thể là do anh không nghe được hết cái nội dung của em. Chính vì vậy là cái việc mà em lấy sample bài này nó không hiệu quả. Còn anh nói về Woody thì rõ ràng là Woody vẫn giữ được cái phong độ của mình ở những cái vòng trước. Em cho mọi người thấy được là tại sao em lại có 60 điểm. Và em là một tín đồ của trap. Cả 3 vòng em chơi trap đều rất là thuần thục và em vẫn giữ được cái phong độ của mình. Anh nghĩ là nếu như có cơ hội vào vòng sau thì anh muốn em bùng nổ hơn nữa. Anh nghĩ là em có thể làm được. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Bích nói với cả Woody như thế là hơi hiền. Bởi vì đáng lý ra một cái người mà với 60 điểm như em phải chứng tỏ được cái gì đấy nhiều hơn ở cái vòng này. Giấu bài đại ca ơi. Thì rõ ràng là anh thấy phong độ của em có thể nó đang hơi đi xuống. Và nếu như phong độ của em đi xuống thì một người khán giả bình thường, người ta xem em chắc chắn là người ta hôm nay người ta ăn cơm trứng rán có thể ngon, nhưng mà ngày mai mà cũng cho người ta ăn một món cơm trứng rán nữa thì chắc chắn không thể ngon được, đúng không? Ngay cả hôm nọ, ngay khi mà tập xong, anh cũng nói với em rằng là anh chưa cảm thấy thoải mái, chưa cảm thấy ưng với em và một vài thành viên của nhóm A nữa. Đừng chủ quan, bởi vì đây không phải chỉ là một cuộc đấu giữa hai thí sinh, mà đây là một cuộc đấu giữa em với bản thân em và chinh phục khán giả nữa. Vậy nên anh nghĩ rằng là mỗi một lần mình bước lên sân khấu thì tất cả từng cái đường nét của mình làm từ cái chủ đề cho đến câu rồi là hát rồi đến chọn bài, nó đều phải được đầu tư một cách cực kỳ nghiêm khắc. Anh thấy Woody lại chưa có được cái điều đó ở ngày hôm nay. Còn Phởn thì em thấy thế nào? Em thấy Phởn hôm nay cũng có một sự cố gắng, nhưng mà bạn ấy hình như bị mất đi sự tự tin của mình. Điều đó làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của bạn đôi chút. Cũng như anh Hồ Anh nói, Woody hôm nay đúng là xuống phong độ thật. Khi em đi vào phần hook khá là tốt, nhưng mà thực sự phần 2 verse của em anh thấy không được tốt lắm. Phần có một cách đi flow rất là khá hơn những cái bài trước, nhưng mà em lại phát âm không được rõ lời. Cái flow của em đang viết như anh cũng nói với em là nó hơi bị nhanh. Đúng như là anh biết anh cảm nhận ấy, là bởi vì anh không nghe được rõ thì người khán giả bình thường cũng sẽ không nghe được rõ lắm, bởi vì mình hơi tham trong cái chuyện mình đi flow. Đây nó cũng sẽ là một cái bài học cho em. Cách chọn cái sample này thì anh nghĩ là hay, bởi vì nó là một cái bài rất là catchy, dễ nhớ. Đấy, giá như mà em có thể phá vỡ được cái thông điệp của cái bài 4 chữ lắm này nhiều hơn thì anh nghĩ là em sẽ thành công hơn. Đây cũng là một cái phần đấu anh nghĩ rằng cũng thú vị, bởi vì hai bạn, một người thì hơi xuống một tí và một người hơi lên một tí. Vâng, tôi nghĩ còn một cái điều nữa rất là thú vị, đấy là đề tài mà các bạn ý chọn đều nói về những anh em rapper cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tôi cũng rất là mong các bạn có thể chia sẻ thêm với các vị mentor của mình cái lý do vì sao mình lại chọn bài sample đó. Em chọn bài 4 chữ lắm này có ý đồ muốn nói về tình bạn của em với một người bạn. Người bạn ấy cũng đi thi cùng King of Rap với em, chơi rap cùng với nhau từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái khoảng thời gian chơi rap đó thì hai anh em bọn em có sự cạnh tranh dẫn đến đấu đá nhau và hai anh em không chơi với nhau nữa. Cho đến khi mà gặp nhau tại chương trình King of Rap. Chương trình King of Rap đã đưa bọn em về cùng phòng tại 602. Câu chuyện is real. Shout out cho ICD for homie của em. Yeah. Đó là những gì mà những người rapper có thể mang lên sân khấu được, những câu chuyện từ chính cuộc sống của họ, họ kể về những người anh em của họ. Thế còn Woody, bạn giải thích như thế nào về lời nhận xét của các mentor cho rằng là ngày hôm nay bạn hơi xuống phong độ? Đúng như những gì mà ban giám khảo đã nhận xét thì trong phần trình diễn hôm nay em có xuống phong độ. Em rất là không hài lòng về điều đó ở mình ạ. Thế còn phần chuẩn bị của bạn thì sao? Phần chuẩn bị của em khá là ok rồi, nhưng mà lên sân khấu thì nó không được như mong muốn, khá là đáng tiếc ạ. Thì anh phản biện một chút như này này. Riêng đặc thù của cái người diễn rap ấy,
thì nó sẽ có nhiều những cái thuận lợi hơn, bởi vì là thường thì lên sân khấu bạn sẽ sung hơn là bình thường, và cái khả năng đáp ứng về cái giọng của mình nó không bị quá căng thẳng giống như một người hát. Ý anh ở đây không phải là chỉ riêng phần trình diễn của em, mà đấy là cái sự thông minh khi mà chọn chủ đề. Ngay từ đầu khi mình chọn chủ đề để mình sắp xếp cái flow và cái bài cho nó thật hay, nó có thể đi được gần gũi hơn cho cái người nghe, người ta có được nhiều cảm xúc nhất, thì anh nghĩ rằng em phải khai thác nhiều hơn nữa về vấn đề đấy. Cảm ơn giám đốc nhạc Hồ Anh. Và có lẽ là những chia sẻ của hai bạn cũng đã đủ để các mentor của chúng ta sẽ đưa ra những quyết định của mình trong phần thi đấu này. Em có thể nói một lời nữa đúng không ạ? Xin mời. Em đi thi chương trình King of Rap này, em rất là vui mừng, bởi vì thực sự chương trình này rất là quy mô, lần đầu tiên em được tham gia vào chương trình như này luôn ạ. Và em rất cảm ơn chương trình vì đã gắn kết được em và bạn em lại với nhau. Còn nếu mà em có đi tiếp hay là dừng lại, em cũng rất là vui mừng. Em rất cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Anh nghĩ là không chỉ việc mà em gắn kết lại với ICD đâu, mà còn rất nhiều thí sinh khác nữa. Đây là một cái môi trường rất tốt để em có thể gặp gỡ được rất nhiều các bạn ở khắp mọi nơi. Và đó là một kỷ niệm anh nghĩ là rất đẹp dành cho một người nghệ sĩ trẻ. Họ tương tác rất là nhiều với nhau. Họ trình diễn nhóm 5 người cùng làm nên một tiết mục. Giờ đây thì hai người mặc dù là đấu rap battle với nhau, nhưng mà họ đứng chung sân khấu, cùng chung một cái nguồn năng lượng rồi. Và họ xứng đáng nhận được sự ghi nhận, đồng tình từ phía khán giả. Bây giờ thì hai bạn sẽ chờ đợi kết quả đến từ các mentor. Thưa quý vị, trên thang điểm 10 thì mỗi vị giám khảo của chúng ta đã cho điểm các thí sinh trong phần đấu vừa rồi. Có lẽ là sau vòng thi đấu nhóm trước thì việc công bố thí sinh nào sẽ đi tiếp gây căng thẳng rất nhiều cho các mentor, cho nên ngày hôm nay thì nhiệm vụ đó đã đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của Phí Linh. Lúc này thì tôi xin phép được công bố ngay người chiến thắng trong phần rap battle phần thi đấu vừa rồi. Anh em ơi, cố gắng nào. Anh cần trận đầu tiên nào. Chính là Woody. Và bạn sở hữu 70 điểm tương ứng với 70 like trong ngân hàng của mình. Chúc mừng bạn. Và cảm ơn Phởn vì những thông điệp mà bạn đã chia sẻ, vì tinh thần anh em bạn đã truyền tải tại King of Rap. Cảm ơn bạn. Mình đã hoàn thành xong phần thi của mình, đã giành chiến thắng. Tuy nhiên là không như mong muốn cho lắm. Mình sẽ làm tốt hơn ở vòng sau. Woody teammate. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khiêu chiến của bảng A và bảng D. Một anh chàng rất nặng ký trong ngày hôm nay. Xin mời Viso với số like đó là 52, tương đương với 52 triệu đồng. Yo, để tôi nói cho các bạn về những thứ mà cảm thấy về những thứ ngày hôm đó như vài dòng. Rap thêm một xíu về những thứ ngày hồi đó với các bạn đã được có thêm vài đồng. Chưa thể nào thấy được hết tất cả những thứ mình đã rap trên sân khấu và hay là mai. Chưa thể quên được hết tất cả những thứ mình đã nói về khoảng thời gian nào đó. Ok, đầy tay. Ai. Không quan tâm ngày mai. Ok, đem thâu này đi và like right time. One NG. Nói về thế nào, tất cả mọi thứ mà tôi đã viết, thời gian và thời gian, những thứ mà tôi quả quyết. Ok, tất cả mọi thứ năm nay tôi phát ra như là radar. Đây là trái đất, vì thắng tồn tại ở NASA. Yeah. Wow. Yeah. Đó là Viso. Yo, mình xin mời One NG là người sẽ đấu với mình nha. Yes, xin mời One NG. Thôi thì người ta nói trận này cân, nhưng mà em nghĩ chỉ là cùng hoãn cân thôi. Em là người không thích nói nhiều. Hẹn gặp anh trên sàn đấu. Yeah. Ok, một tràng pháo tay cho hai anh chàng của chúng ta nào. Khi đấu với một đội với số like quá cao như thế thì trong tay mình không có gì cả. Còn họ có rất nhiều thứ nên là mình không sợ lắm. Cái style của One NG và cái style của mình nó là một cái style gần giống nhau. Thì mình muốn thử đối chọi với bạn nó thử. Đã đi tới vòng này không có đối thủ nào mà bình thường được đó. Mỗi đối thủ đều có một cái khả năng riêng và một cái sức mạnh riêng của mọi người. Phương xa nhiều bất ngờ, còn lại mình bơ phơ. Tan biến đâu ai ngờ. Mình sẽ dùng tất cả những suy nghĩ, nội dung và cũng giống như là toàn thể tất cả những thứ mà mình có từ bao nhiêu năm nay mình tích góp lại thì mình sẽ chơi hết sức. Và còn nhiều điều đặc biệt nữa mà mình chưa gửi tới các bạn. Bản thân em control được cái giọng của em ra cái màu sắc em muốn. Cái thậm chí từ cái kỹ năng mà những cái em update những cái kỹ năng mới, những cái skill mới trong rap và em kết hợp được cho bản thân em. Em kết hợp được cái đó, anh thấy rất là tốt. Kỹ năng trình diễn hơi kém.
Đó là lý do em, một phần cũng là một lý do mà để em đến với chương trình này. Đó là những cái từ chương trình này đã cho em thấy được cái những cái mà em cần để phát triển hơn về cái khả năng của em, để em đi xa hơn. Đó là cái mà em đang cố luyện tập rất là nhiều để thay đổi được mình từ từ mỗi ngày. Thực sự là em chọn bài Đôi Mắt của One B Tuấn Anh. Bài nhạc này em viết không phải là về cái chủ đề chính của One B đã từng viết trên bài nhạc đó, mà bài nhạc này em viết để dành cho những người đang bị bệnh, về những cái bệnh mà mất đi khả năng nhìn của mình, không còn thấy được ánh sáng ở phía ngoài nữa. Thì em muốn làm một thứ gì đó để cho mọi người cảm nhận từ phía bên trong. Có thể bài nhạc đó sẽ là một chút ánh sáng gì đó cho các bạn, mọi người đó, để nghe và cảm nhận, cảm thông được. Một cái động lực đúng không? Dạ đúng rồi. Mình đã chuẩn bị từ nhạc, beat, tóc tai, quần áo, cả cái phần tập biểu diễn của mình, và cũng giống như là chuẩn bị về tinh thần. Mình không có nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, vì lý do riêng mình đã không thể đến phòng thu để tập luyện và hoàn thành bài thi cùng anh Đạt và giám đốc âm nhạc. Chính vì thế, điều mình cần làm ngay trong lúc này là phải tranh thủ mọi thời gian để tập luyện, nhớ tất cả những gì anh Đạt đã dặn dò vào buổi tập trên sân khấu. Có như thế mới có thể bình tĩnh và tập trung vào phần thi của mình. Học hơi à? Em đi vẽ giờ đấy hơi hụt hơi một tí. Học hơi là do tâm lý á, lo lắng nên học hơi rồi. Tập một mình có học không? Không, còn mình không học vào được. Với lại á, nếu mà em cảm thấy học hơi á, cảm thấy mà em sẽ mệt á, thì em cứ để hết sát cái mic vô miệng luôn. Em chỉ việc hát nhỏ lại thôi, đỡ mất hơi. Mục tiêu của mình trong vòng đấu này thì cũng như bao người chơi khác thôi, thì mình sẽ cố gắng hết sức để đi tiếp vào vòng trong và đi sâu nhất trong chương trình này. Yeah. Đến với trận đấu này, mình mang toàn bộ sức mạnh của bản thân mình ra cho mọi người thấy. Mình tự tin khoảng 90% là mình đã vượt qua chính mình. Mình không quan tâm đối thủ là ai, vì đối thủ lớn nhất chính là bản thân của mình. What is he? Be so. Hỏi về hết tất cả điều xấu tao có biết không? Cho đôi mắt ta đã thấy cô đơn biệt bao năm ấy mà cô cháy đôi mắt để sưng tấy. Ta đã thấy những gió dòng người đi sau lên chân trở lại. Được cười hồn nhiên trong đôi mắt đều mệt nhoài. Thì từ giờ đây bên cạnh ta là ai? Nhìn vào bóng tối xa xăm ta không thể như vậy hoài. Trong đôi mắt này cũng đã thấy mọi thứ thật đau đớn. Nàng cũng đã thấy được hết tất cả mọi thứ thật cô đơn. Ở trong căn phòng bị bốn bức tường cảm giác thất thường này quá khó lường. Nàng chẳng thể nào có thể biết được cảm giác nào đó để mà dẫn đường. Cảm giác này khác gì thiếu tầng vì bóng tối có phía ngoài kia một lần làm ta. Không thể nào mà quên cảm giác nhìn thấy mọi thứ thật lâu đã phải để chìm sâu. Ta vẫn nhớ một ngàn lần. Phương xa nhiều bất ngờ còn lại mình bơ vơ. Ta biết đâu ai ngờ. Phương xa nhiều bất ngờ còn lại mình bơ vơ. Ta biết đâu ai ngờ, ta biết đâu ai ngờ, và liệu đâu có ai đang chờ. Đôi mắt ai lưu mờ, ở bên trong không gian này ta đi lang thang. Thời gian trong hoang mang không biết đêm hay là sáng. Có thể cô đơn, còn một kẻ đơn thương thua. Còn thể thấy đừng quay là đâu, đây là tình yêu mù quáng. Sao lại như thế, đôi ta cũng không ai biết. Bao nhiêu đau đớn, đôi mắt chẳng thấy ai ai. Bao nhiêu cố gắng, nhưng vẫn mãi không sao hết. Ta đem vẫn sang mai mà cố để đi đến tương lai. Liệu mai sau này chẳng thấy nhìn ai. Thì gái sẽ đứng bên cạnh bên ai ngày mai. Bên đây hiểu quay xuống quán đọc quái. Bên bao nhiêu cố gắng vốn chẳng tồn tại. Không đến đâu thì thôi. Cố gắng lo được mình hơi đau mà lo mấy chuyện linh tinh. Sống với đam mê everyday. Ooh, I went to it anyway. Không nghĩ suy những việc mình phải. Sống hay khả năng người phải. Nhưng chẳng cần phải bồi phải. Trở thành một quý ông đàng hoàng. Sống nó không quan tâm mới trở thành ai. Trở thành một người đàn ông tôi lên Facebook để đem đặt like. Thật lòng vì tôi có sống nên lời họ nói tôi đem ngoài tai. Thật lòng đi trong một lòng bằng ý chí. Vì cuộc đời cho phép và cứ yêu đi. Dù rằng mình ngu si
ai lừa ai, ai hơn ai, ai giận ai, ai thù ai. Cho qua đi. Nàng đi xa bước chân còn đam mê, mẹ nó con trai đều quan tâm mới tiếc mất. Chỉ cần là trẻ con nhớ hết tràn trề, vì trong mắt mẹ con là người luôn tuyệt nhất và luôn gần cao dù cuộc sống có khốn khó. Mà cái tâm hồn đều đón nóng và đón gió, dù cuộc sống có biết bao nhiêu điều tồi nhưng cũng trải qua nhiều rồi. Trời hãy nhắm đi trong những mồ và u, vì thế thực tế theo bản năng quyết tâm thể hướng và làm ăn. Lần đầu người ta sẽ càng ngăn, lo lắng tâm mình để kéo bước ngày càng căng. Khó khăn có là gì? Giúp ta nobody tự tin lên mà sống, lắng lo chỉ khiến ta già đi. Đôi khi chỉ sai một lần mà bao thành công họ có như chẳng liên quan. Đôi khi vô tình gặp gỡ một lần rồi tháng ngày sau đâu đớn liên hoan thì không nghĩ suy những việc mình làm. Sống hay khả năng này phải, nhưng chẳng cần phải vội vàng. Trở thành một khi ông đàng hoàng. Vì tôi còn sống được không quan tâm ai trở thành ai, trở thành một người đàn ông không lên Facebook để đem đất lại. Hân lòng vì tôi còn sống nên lời họ nói tôi đem ngoài tai. Hân lòng thì chẳng mất lòng bằng ý suy. Cảm ơn Viso và One NG đã cho chúng tôi thấy những nguồn năng lượng đến từ những bản rap của các bạn. Nếu như ở Viso thì chúng ta thấy cái sự tăm tối trong một căn phòng, và cũng phải cảm ơn bạn vì đã để cho chúng tôi nhìn lại ký ức rất là đẹp về chàng trai One B Tuấn Anh, một chàng ca sĩ rất là tài năng của showbiz Việt. Và với One NG thì có lẽ là chúng ta đã tìm thấy lối thoát sau cái bản rap của bạn. Chúng ta sống không cần quan tâm chúng ta trở thành ai, đúng không? Không cần phải đếm lượt like. Đơn giản chúng ta là chính chúng ta thôi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và có lẽ rất là khó cho các vị mentor đây ạ. Ai sẽ là người nhận xét đầu tiên ạ? Anh xin nhận xét về Viso. Bài này em có một cách đi flow khá là thông minh. Em xét phần cũng rất là hay. Và cái phần beat em triển khai melody cũng rất là hay. Còn tuy nhiên là cũng có một số đoạn flow ở đoạn sau anh thấy nó chưa được hợp lý lắm. Còn về One NG thì cái cách thể hiện của em hôm nay cũng rất là tốt. Em cảm ơn anh. Tuy nhiên là có cái đoạn sau, cái năng lượng của em giữ thì nó chưa được tốt lắm. Anh thì anh lại thấy ngày hôm nay Viso đã làm tốt hơn ở hai vòng trước. Và bạn chọn một cái cặp khá là cân về cả cân nặng lẫn. Cả hai bạn đều có thế mạnh rap, melody, và cả hai bạn đã đều làm rất là tốt. Các bạn chọn sample là hai bài hit ở hai cái thời điểm khác nhau. Tuy nhiên thì các bạn đã khai thác được bằng cái cách riêng và rõ ràng là các bạn đã làm rất tốt cả hai bạn. Mình nghĩ là ở cái cặp đấu này thì hai bạn khá là cân nhau. Và để nói về melody thì chắc là chúng ta cần phải nhờ anh Hồi Anh phân tích rõ hơn. Trước đây thì mọi người quen với cả Viso là một cái bài hát nhiều hơn. Thì vòng này em đã tập trung là có nhiều những cái phần rap hơn. Tức là em cũng đã ghi nhận và lắng nghe để thay đổi. Đấy là một điều mà rất là cần của một người nghệ sĩ. Bởi vì tất nhiên cái tôi của chúng ta thì là một cái người nghệ sĩ, đặc biệt là người rapper thì rất là cần giữ cái tôi. Nhưng mà ở một cái vị trí như các em, đâu đó cũng rất là cần sự lắng nghe, đúng không? One NG á, thì anh khẳng định luôn đây là bài tốt nhất của em từ trong các cái vòng trước đến giờ. Vì cái bài này nó có đầy đủ các yếu tố như những cái gì anh vẫn dặn với em ấy. Em là một cái người rất là thông minh khi mà biết triển khai nhiều những cái giai điệu hay. Tuy nhiên ở cái đứa tuổi trẻ như bọn em thường hay bị, tức là gì, hơi tham. Nên là cứ được một cái giai điệu này đã ok rồi, xong lại phát triển thêm một giai điệu nữa. Thế nên là nó lại thuận lợi với em. Bởi vì là em đã có cái giai điệu của bài đã rất là hay rồi, thì em sẽ chỉ còn cho một chút giai điệu của em vào nữa thôi. Thì em đã chọn được một cái phần giai điệu tốt. Đấy là cái mà hay của em ngày hôm nay. Vậy nên cứ giữ cái phong độ này, giữ cái cách này để khi chúng ta biên những cái bài mới, anh nghĩ sẽ là một cái hướng đi thuận lợi cho em. Hai kỳ phùng địch thủ đấu với nhau mặc dù bảng A và bảng D, nhưng bây giờ thì quý vị và các bạn có thể thấy là cái sự khó khăn trong việc cân nhắc, quyết định là cho ai sẽ đi tiếp. Linh nghĩ là rất là khó khăn với các vị mentor ngay lúc này. Hãy để cho họ có một khoảng thời gian và sau đó thì Linh sẽ công bố kết quả. One NG, bạn có muốn nói điều gì đó với các mentor của mình không? Thật sự thì em cảm ơn anh Đạt rất là nhiều, vì anh Đạt là người cho em tự tin rất lớn ở trong vòng này. Và giống như anh Yêu Cây nói với em từ vòng đầu là em một người rất là tự ti, nên là hôm nay em đã vượt qua chính bản thân mình để tự tin hơn. Em cảm ơn tất cả các vị mentor ạ. Em cũng cảm ơn anh Yêu Cây rất là nhiều.
Anh OK đã dành thời gian cho tụi em cả ngày hôm qua đến tận khuya lần để chỉ dạy cho tụi em rất là nhiều. Thì em thứ nhất là em cảm ơn anh OK và em cũng như cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ của em từ lúc em bắt đầu thi chương trình này đến bây giờ. Và bây giờ Linh xin được công bố phần thắng của cuộc đấu vừa rồi thuộc về Viso, và bạn có 60 like tương ứng với 60 triệu đồng. Thì anh cũng có một điều muốn nói em là hôm nay em đã chơi hết mình của em rồi, em chơi rất là hay. Anh rất là respect cái bài thi của em ngày hôm nay. Dừng lại ở đây nhưng mà âm nhạc của mình còn tiến đi xa hơn nữa. Thì anh cảm ơn em đã gặp trong trận đấu năm nay nha. Không chỉ có Viso mà tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều trân trọng phần trình diễn vừa rồi của OneNG phải không ạ? Give it up for OneNG! Yo, xin chào Viso và OneNG, OneNG! Đầu tiên thì chia sẻ một chút cảm xúc ngay sau phần trình diễn của hai bạn được không ạ? Dạ, hôm nay em cảm thấy khá là vui khi mà em đã vượt qua chính mình. Hôm nay một ngày đặc biệt đối với em. Em không coi anh Viso là một đối thủ, mà em coi chính bản thân em là một đối thủ, mà em coi Viso như một người anh. Em rất là respect anh ấy. Sau khi nhận kết quả thì em khá thấy nhẹ nhõm vì em đã làm hết mình trong ngày hôm nay rồi. Em thấy điều đấy là xứng đáng. Dạ, tức là chỉ cần làm hết mình thôi thì kết quả như thế nào thì vẫn hài lòng đúng không? Vậy thì Viso thì sao? Chia sẻ một chút cảm xúc của bạn được không? Điều đầu tiên là đến cái vòng này thì mình cũng không có coi OneNG là một đối thủ nữa. Yeah, mình luôn respect OneNG và cũng như là mình hiểu được OneNG respect gì ở mình. Hy vọng là về sau, trong những cuộc thi sau, nếu như bạn có tham gia lại thì bạn sẽ vững vàng hơn và trau dồi cho mình những cái kỹ năng cần thiết hơn. Và chúc mừng Viso một lần nữa vì đã xuất sắc vượt qua vòng thi vừa rồi. Yeah, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Yo, và ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ đến với ICD với số đài 50. Xin mời ICD. Ok. Biết chỉ tay vào đâu đây? Thôi thì chắc là low key. Yeah. Let's get it, boy. Nếu em muốn trở thành một kẻ thất bại, thì bảng A chính là địa chỉ uy tín. Ok. Ê. Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi, nếu anh chiến thắng thì anh sẽ viết tên của mình lên cái áo trống. Và bảng D ấy, thì cẩn thận bị rơi vào cái trường hợp lyric sáo rỗng. Ok. Rap theo kiểu này á, đọc flow từ từ thôi. Anh đừng có rap nhiều chữ quá, làm vậy em cảm giác không thể nào buông tha. Cái bảng điểm học đại học của em giống như cái tên của team anh vậy, Full A. Thứ hai á, là mình đừng có nói em là em rap sáo rỗng. Cho anh cái vần nè, con người cũng chỉ là một bộ máy sinh học và kiểu gì trong lớp biểu bì cũng là một trái tim ngọc ngà. Yeah. Ủa. Ok, và đó là ICD và Loki. Nào hai bạn cùng bắt tay nhau nào. Được ICD chọn mình để hết đấu thì mình cảm giác tự hào vì một người rất là tài năng lại chọn mình để thi đấu. Tất nhiên lúc nào trong một cuộc thi cũng sẽ có áp lực, nhưng mà việc bây giờ là hãy bỏ qua nó trước, tập trung vô phần mình thi cái đã. Mình có xem qua vòng 2 của cậu ấy và mình thấy rằng là cậu ấy là một người có vẻ hứng thú với việc chơi vần và có phong cách làm nhạc khá là giống của anh Đạt Mania. Thế nên là mình sẽ dựa theo cái phỏng đoán này để mình sẽ đưa ra một cái bài nhạc có thể nói là thuyết phục hơn phần nhạc của bạn ấy với dự tính của mình. Mạng xã hội mà âm nhạc chúng ta lan tỏa, đừng gây chuyện trên mạng, mong số like xóa tội. Thật hài hước khi chúng ta chỉ trích mạng xã hội trên mạng xã hội. Có một vài đoạn bị off beat đấy không? Bởi vì em chưa thuộc lời nên là nó dối quá thì em... Hay là có cần thiết là phải cắt bớt chữ không? Không, em chưa thuộc thôi, bởi vì lúc mà em viết em cân rồi. Về em sẽ để cái, xem cái nào nhiều quá thì em cắt đi cũng được. Với cả cái tôn đọc ấy. Vâng. Có khi là mình thay đổi một chút không, kiểu lúc nào cũng một cái tôn hơi gào quá hơn. Hơi gào quá. Cái verse 1 ấy có thể là một vài những cái đoạn đầu ấy, mình có thể mình lấy thấp xuống. Vâng. Mình chọn bài Thật Bất Ngờ của anh Miu Amazing và anh Trúc Nhân, là một bài mà mình thực sự là vô cùng thích. Mình nghĩ đây là một dịp rất là may đối với mình để mình có cơ hội được sử dụng bài nhạc đó của anh vào trong bài nhạc của mình, và mình sẽ
thực hiện bài Thật Bất Ngờ này, khi mà bản gốc sẽ là một bài rất vui, nhưng mà mình sẽ làm cho bài nhạc này có một màu hoàn toàn khác. Ban đầu mình biết là mình nên chọn một chủ đề lạ, nhưng mà trong cái khoảng thời gian gấp rút như vậy thì mình sẽ viết những cái nào mà mình cảm thấy là tự tin nhất, chắc ăn nhất, cho nên mình chọn chủ đề là tình yêu. Mình đã chọn sample của chị Thiền Hục, bài hát Yêu Dấu Theo Gió Bay. Biết rõ em nơi phương đó, liệu có đâu hay bao lâu nay cho đôi ta thêm thương nhớ. Ơ phải nhắn hơn nữa em ạ. Trên đây đó, đá 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 đá. Đấy, cái đấy, những cái đấy em phải nhắn hơn nữa. Rõ rồi. Dạ, em vẫn chưa hụt lời. Ờ, chưa hụt lời đấy, nó đang chưa được nhắn đấy. Mấy cái câu đầu ấy, da 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 da. Đấy, cũng phải thế, cũng phải hát nảy lên. Mình nghĩ là bây giờ cũng không quan trọng ở cái việc là sample của mình hay hay là sample của bản A hay, chứ quan trọng là mình cứ làm tốt việc của mình trước nhất là vậy. Nếu bạn nghĩ rằng mình vẫn sử dụng một màu nhạc đấy và khai thác để đấu với mình thì mình nói thật rằng là điều đấy chẳng quyết định được gì đâu. Sức mạnh của mình sẽ nằm ở trong việc mình triển khai cái bài nhạc đó như thế nào. Khi mà mình biết mình đấu với bản A thì sự nỗ lực nó phải bỏ vào rất là nhiều. Mình khá respect ICD, nhưng mà mình vẫn sẽ làm tốt hết sức phần của mình. Với tư cách là một người có số like khá là cao ở trong cuộc thi này thì mình đề ra một cái mục tiêu, đó là để cho cái số like của mình cao đến kịch trần. ICD Loki. Ta dần phải ngủ đi vì cuộc sống vốn đã vội, nhưng vẫn luôn dành thời gian cho đôi mắt đó mạng xã hội. Theo buổi mà chúng ta không được quyết định rằng mình thích gì, cầu đầu mạng sẽ quyết định chúng ta thích gì. Họ lừa gạt những người hiền mà quên rằng họ đang làm cho cuộc sống này trở nên phiền hà thêm. Đi ngược với đám đông là họ liền tràn lên, họ muốn quên vào fame, chụp những hình để chứng minh chỉ có tiền là hết. Cầu đầu mạng có sức mạnh là người dùng, cầu đầu mạng mua số nhau để cười cùng. Vì có nghĩ bạn đồng tiền internet đầy đủ thì có nghĩa nhà mạng sẽ ban cho chúng ta người hùng. Thế giới này tốt đẹp đâu phải vì nút like là anh đồng thật, đừng chỉ làm màu để mà kiếm chút oai. Dừng ngay chuyện nhảm nhí đút tai thay vì ra ngoài giúp ai, họ không phải ai đó chỉ vì người đó có một chút sai. Tôi thấy may khi hồi bé mạng xã hội chưa phổ thông, không phải vì điều nó thì tôi chẳng ngoan học hành khẩu công, mà là những trò nghịch ngợm hay việc làm ngớ ngẩn của mình không bị công đâu. Mạng lưu truyền như là xấu không, cộng đồng mạng vốn là chúa tể của sự đồn thổi. Cộng đồng mạng bán cho ta ảo tưởng không cho đòi đổi, cộng đồng mạng đem đến những thứ ta không nếm trải nổi. Cộng đồng mạng bảo ai nổi thì người đó phải nổi. Tôi không có lỗi. Cho màn hình TV để trông trọn vào trong trí. Họ trách bọn trẻ cắm mặt vào cái điện thoại, họ bảo rằng thế là không tốt, cuộc sống bị bó khuôn. Họ trách giới trẻ thích internet và sống hiện đại, giờ họ thi nhau xuất tiền và kiếm tiền trên đó luôn. Phụ huynh cho con cái dùng điện thoại để ăn bột cho nhanh, cho con đỡ làm ồn và ngủ yên tại ghế. Phụ huynh lúc rảnh thì dùng mạng xã hội rồi quay ra nói sao còn lúc nào cũng dùng điện thoại thế. Cộng đồng mạng dễ nổi điên và dễ dàng kết tội ai đó bên mạng xã hội thành phiến tòa. Qua những người thích kết tội ai đó trên mạng xã hội để mà đạt được like, vì có vẻ như ngoài đó không thể bắt nạt được ai. Tôi biết mạng xã hội rất là tuyệt vời khi tôi chủ động tránh xa những điều tầm thường, tiêu cực. Tôi nuôi dưỡng đam mê của mình trên mạng xã hội bằng kiến thức mình tìm tòi và một tình yêu thương. Tôi đón nhận góp ý dù lòng đang tức, tôi không xem số like những đồ trang sức, tôi không xem mạng xã hội như là homestay. Nó thật ra không có mạng xã hội đâu có chúng ta hôm nay. Không ai lên mạng mà không mong bình an cả, nhờ mạng xã hội và nhạc chúng ta lan tỏa. Internet đâu có sai mà cần xóa tội, cái gì chúng ta chỉ trích mạng xã hội trên mạng xã hội. Và đó là ICD. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Có đâu nào hay cho em, chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em, vì anh giờ đã quên. Có đâu nào hay anh ngồi thay, dù yêu dấu vẫn mãi đông đè. Và đành thôi lãng quên tình yêu, giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa, để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. Chào mừng
nhiều cơn giông cho một chút nước. Đôi chân em đi vẫn lướt ướt sướt. Đôi giày đi có bao nơi này cho một chiều chủ nhật. Cái gì đủ phủ chọc bầu trời chiều còn hai ta cho một chiều chủ nhật. Không, nơi xưa nếu hoa không biến xấu, hứa không biến máu. Em như xuyên thấu con tim máu mình em thấu đôi mèo em như đi xưa ta bên nhau. Sao anh đã thù mình, gã từ tình học yêu qua đôi bàn tay đem hóa chu trình. Dẫu tình không kiếm khuyết nhìn hình trọng ta mà lạc nhau ngay giữa vòng xuyến. Cho đến khi hết phim 29 chẳng còn một lần nữa lòng tiếng. Mi mà hao gió, hay em phương đó. Vì có đâu hay vào lòng này cho đôi ta thêm thương nhớ. Có đâu nào hay trong màn đêm, chỉ còn nỗi đắng cay riêng mình em. Vì anh giờ đã quên. Có đâu nào hay anh đổi thay, dù yêu dấu vẫn hóa đông đè. Cố cho niềm đau sâu vào tim thôi lãng quên tình yêu giờ như là cánh chim đã bay về nơi phương trời xa để lại nơi đây nỗi nhớ thiết tha. Chiều chủ nhật anh tiếp nói và vẫn ở đây ở trong khoảng 5 giây anh đã bất động trên mặt đất rộng bất động hay là đèn trên mây em cho anh đôi tay thêm một lần cuối nữa cần lắm hình bóng xuyên cho tim mình nóng chỉ gần tối mưa dù có phần nhỏ chưa muốn xa em 1 giây hay là 2 vạn năm yêu như kiến tạo địa chất trái tim sỏi đá nước chai sạn hầm xuyên hắm sâu rồi đặt vô chấm câu chuyện mình vốn dĩ cũng đã không khớp nói nên giấu tất cả những cảm xúc về em ở bên trong lớp gói. Peace. Ngày sau nói cho lâu khi. Và đó là phần trình diễn của ICD và Loki. Tôi nghĩ cái rất là hay của King of Rap đấy là chúng ta được đứng ở một vị trí đủ tối để nhìn người anh em của mình tỏa sáng ở trên sân khấu. Đó là khi mà ICD nhìn thấy Loki trình diễn và tôi thấy là bạn nhún nhảy theo cái giai điệu. Tôi nghĩ là cái giá trị rất là lớn là chúng ta có thể quan sát nhau, từ đó học hỏi nhau, không cần biết là trình độ của chúng ta như thế nào, chúng ta đến từ đâu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đứng ở một vị trí sáng nhất để cùng lắng nghe những lời nhận xét từ các mentor. Anh Hồi Anh có vẻ rất là cảm hứng và muốn nói đầu tiên. Anh đang enjoy cái không khí âm nhạc của các bạn mang lại vì hai cái trạng thái, hai cái cảm xúc âm nhạc nó khá là tương phản với nhau. Anh thích gọi em là Đặng Nhân Hậu hơn bởi vì là cái gương mặt của em nó đúng như cái tên của em. Lúc nào em bước ra gặp bất cứ ai ấy, thì anh nghĩ khó lòng có thể giận với em được bởi vì nhìn em luôn luôn có một cái nụ cười rất là đẹp. Âm nhạc của em cũng thế nữa. Thì anh nghĩ đấy cũng là một cái có thể gọi là thành công của em khi bước vào đây mặc dù em mới có 7 điểm thôi. Còn ICD thì luôn luôn là một người nghệ sĩ mà làm cho cá nhân anh mong chờ rằng là em sẽ làm cái điều gì tiếp theo. Em luôn luôn khai thác những cái góc mà có thể gần gũi nhưng bằng một cái cách nào đấy, một cái góc nhìn của em anh nghĩ là nó cũng khá là độc đáo. Anh nghĩ là cái bài này nó cũng giống như những cái mà em đã từng làm được. Có một thông điệp mà em đang cảnh tỉnh bản thân anh luôn. Đấy là nhiều khi đúng là cũng hay mắng con mình là sao con nghịch điện thoại nhiều thế đúng không? Cuối cùng quay ra thì bố cũng bị nghiện điện thoại bởi vì công việc, vì là cái nọ kia rồi mình cũng bỏ quên cái người xung quanh của mình. ICD thì mình thấy cậu có một cách chọn beat và chủ đề khá là tốt. Và cái chủ đề của cậu chọn cũng khá là độc đáo. À nói với em luôn ấy là cái bài đấy là ICD bạn tự làm beat đấy. Em biết mà em nghe cái beat thấy có một cái phong cách của cậu ấy trong đấy. Tự làm đấy. Tuy nhiên là trong cả bài và trong lúc mình trình diễn thì đôi lúc em kiểm soát cái giọng của mình vẫn chưa được tốt lắm. Còn về Loki thì anh cũng thực sự rất thích màn biểu diễn của em. Tuy nhiên là em cũng cần phải triển khai một số ý tưởng nó rõ ràng hơn một chút nữa để có thể ấn tượng được với mọi người hơn. ICD, rõ ràng là em là một người viết rất là tốt của chương trình này. Ngôn ngữ của em nó rất là phong phú. Tất cả thí sinh ở đây chỉ có rất là ít thời gian để chuẩn bị cho bài dự thi của mình thôi. Tuy nhiên thì em cho thấy rằng là em không hề bị viết gấp hay viết vội. Ngày hôm nay thì em đã cải thiện được hơn cái phần trình diễn của mình. Anh nghĩ là cái này là có tác động của anh LK. Cho nên là cái phần trình diễn của em nó đã phong phú hơn so với những cả cái vòng trước. Vâng, có. Anh Hồi Anh cũng vừa bật mí là em còn tự gõ beat nữa thì... Giỏi đấy. Ok, bây giờ nói về Loki. Anh phải chia sẻ thật là anh không biết cái bài mà em lấy sample gốc là bài nào, anh chưa nghe. Tuy nhiên thì anh khá là khen với cả cái phần biểu diễn của em ngày hôm nay. Nhất là cái đoạn verse 2 khi mà em lấy cái tiếng sample.
Rap to me. Đây là bạn tự nghĩ ra đấy. Và em rap ở trên cái nền đó rất là hiệu quả. Không cần trống, không cần beat để em rap. Và cái đấy là anh thấy rất là ấn tượng. Anh đánh giá rất là tốt cái phần trình diễn của em ngày hôm nay. Một bên là phản biện rất là gay gắt với vấn đề đang nổi cộm, đó chính là mạng xã hội. Còn một bên thì lại thả hồn mình theo những cái giai điệu rất là lãng mạn do chàng trai này tự viết ra. Chúng ta sẽ cùng xem là các mentor sẽ phải quyết định như thế nào đây về vòng đấu này. Chúng ta thấy là trên sân khấu thì ICD và Loki đang dành tình cảm cho nhau. Các bạn nói với nhau những điều gì có thể nói với chúng tôi được không? Bạn thân ơi, duyên số sinh ra. Đừng ngại ngần. Một chàng trai rất là gay gắt trong những phản biện của mình với rap thì lại có vẻ hơi bẽn lẽn nhỉ? Em thực sự là thời điểm em gặp cậu ấy ngắn thôi, thì em đã gặp cậu ấy và em thấy cậu ấy là một người khá là dễ mến và nói chuyện với em một cách rất là nhiệt tình, dễ mến như cái bài hát vừa rồi mà cậu ấy thể hiện vậy. Em cũng cảm thấy là rất là vui được quen một người như thế. Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đã có một cái vinh dự, đó là chiến đấu ở trên cái sân khấu này. Em cũng không biết nói gì hơn. Nói chung là tại em khá hận tượng anh ICD ạ. À. Nghe những cái bài của anh dễ tăng cái motivation nó lên. Nó đẩy con người lên một cái khác, mang nhiều cảm xúc trong đó nữa. Và nụ cười của Loki đã nói lên tất cả. Bây giờ tôi xin được công bố. Người thắng cuộc trong cuộc đấu vừa rồi chính là ICD. Và ngay bây giờ thì bạn đã có 57 triệu đồng tương ứng với 57 like trong ngân hàng điểm của mình. Chúc mừng cho ICD. Cảm ơn Loki vì đã đến với King of Rap. Loki, tôi vẫn thấy em rất tuyệt. Yo ICD. Yo. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Cảm xúc của mình lúc này thực sự là mình cảm thấy rất là vui và có một chút hạnh phúc nho nhỏ. Mình đã chuẩn bị rất là kỹ và về phần chủ quan thì mình cảm thấy rằng là khả năng chiến thắng của mình gần như là mình nghĩ rằng mình có thể đạt được. À, tức là công sức của mình mình bỏ ra. Tức là trước khi tham gia vòng đấu là bạn đã nghĩ là phần trăm thắng của mình là rất cao đúng không? Về góc độ chủ quan thì là như thế. Tức là một anh chàng đã chuẩn bị khá là kỹ trước khi lên sân khấu và cái sự chuẩn bị kỹ càng của anh ấy thì đã được đền đáp lại bằng chiến thắng vừa rồi. Chúc mừng ICD một lần nữa. Chúc mừng, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với chị cả với số like đó là 50, tương đương với 50 triệu đồng. Xin mời chị cả. Đối với người được điểm cao thì đó cũng là một lợi thế không nhỏ, nhưng mà đó cũng đồng thời là một áp lực, bởi vì đến vòng thi này thì ai cũng là một đối thủ cực kỳ mạnh, không thể không thiếu những điều bất ngờ. Yo, mình sẽ thách đấu với CJ. CJ, let's go. Nhìn giống nhau á. Ok, chị cả và CJ nào, come on, let's get it. Yo, bên B là ao, bên A là sông, bên A là chúa Sơn Lâm, bên B sư tử Hà Đông. CJ ơi, em muốn có quà không? Hình như là em không tắm, nên người em đen, em không hay dùng xà bông. Ây, sao em trông giống tặc răng? Thôi kệ em, anh không nói em nữa. Anh sẽ đi bộ lên mặt trăng giống như Michael Jackson. Anh ăn nhiều, anh lớn lên như thánh gióng. Em ra biển, em bị sóng đánh một cách thật chóng vánh, tạo ra một cái gì đó vàng óng ánh. Nào, CJ. Ê, có con giải bự bự bỏ qua cái sự kệ. Cái này là tự sự cộng thêm cả tự vệ. Vẫn cứ freestyle và đem theo cả flow, dù kể cả khi nhanh hay là khi dễ ra. Như là gã mèo đen from the wild in town, cho chỉ cả ngày hôm nay sẽ phải đi về nhà. Đối với mình thì mình luôn thích CJ, bởi vì CJ luôn có cái nhìn rất là khác về âm nhạc lẫn cái cách mà làm nhạc. Bởi vì CJ là một người làm nhạc rất là ma mị và mình rất thích được thử sức với CJ. Bảng D ban đầu mình nghĩ là nó sẽ bất lợi hơn, cũng như là nhiều điểm yếu hơn. Nhưng mà thực ra khi mình vào bảng D rồi thì mình lại thấy có nhiều điểm lợi thế mạnh mà mình có thể áp dụng được. Thứ nhất là về phần tâm lý thì khi mà mình cũng như là tất cả các anh em đều đang ở bảng D rồi, đều có một tâm thế là hết mình và đem tất cả những sản phẩm mình tốt nhất mình có ra.
cũng như là khi cái số tiền giữa hai đội nó khá chênh lệch á, thì mình nghĩ là các bạn bảng A đang có nhiều thứ để mất hơn mình. Bài lần này có hay không? Bài lần trước anh thích ấy. Ready. Bài lần này em nghĩ là có đấy. Khi mà mình bước đến vòng này cũng rất khó để chọn được sample ưng ý, tại vì lúc đấy mình chưa biết là mình sẽ định hướng hình ảnh cũng như định hướng cái màu nhạc của mình thay đổi ra sao. Thì lúc đấy là mình có nhớ đến bài Chân Ái của Orange làm với Khói. Màu của mình từ những vòng trước nó mang tính hơi ma mị, nên là vòng này mình sẽ muốn nó mang một chút màu cổ trang. Chân Ái thì bây giờ mình sẽ phân tích về cái say và cái điên của tình. Tình là gì? Chết đi sống lại bao phiên, luẩn quẩn ngay nơi luân hồi, ai cũng giam mình trong những đại lao riêng. Ta cho đi hết tâm tư để lại phần ta giữ mình, ta gom cả bầu trời thơ hỏng nhận ra chữ tình. Hình như em đâu đây cần một người dám đôi tay nói có anh đây rồi. Trân trọng giới thiệu của em, bài này producer của mình là bạn đang đứng kia. Anh nghĩ là như này này, thì em sửa cho bạn ý này. Có thể đâu đó cho thêm một vài tiếng tích tịch tình tang gì đấy, kiểu một mấy cái đàn gầy ấy. Trong cái phần này khúc á, nó có một cái vocal nữ. Cái đoạn đầu á là em sẽ hát theo, và cái đoạn sau em chưa biết xử lý như thế nào, đúng không? Dạ vâng, em nó cần perform lại đấy. Ừ, cái đoạn sau á không thể nào mà em đứng nghiêng một dấu trên sân khấu gì hết. Cái màu em so với những đồng đội khác á thì nó mềm với nó uyển chuyển hơn các bạn khác, cho nên cứ đẩy mạnh những cái yếu tố bản thân em giỏi nhất. Cảm ơn. Nói chung là anh thấy là anh Đạt cũng gọi là đặt kỳ vọng ở em để có thể lật cược được đội kia đấy. Chắc chắn em cố lên nhá. Vâng, em cảm ơn ạ. Ok. Thực ra vào thời điểm ban đầu khi mà mình chọn bài Chân Ái á, là mình cũng cảm thấy hơi áp lực, tại vì mình không biết được là cái màu như mình liệu có cân bằng được với cái chất liệu dân gian hay không. Nhưng mà khi mình bắt tay vào, mình thử làm và mình thử viết rồi thì mình mới thấy là thực ra mình cũng khá phù hợp trong cái lối viết nó linh hoạt một chút, cũng như là nó dễ đi vào lòng người, nó có chiều sâu. Thì lúc đấy mình nó không còn là một áp lực với mình nữa, khi mà mình đã bắt đầu viết được xong một nửa verse 1 rồi. Nên là mình nghĩ là sau ngày hôm nay, khi mà mình đã dựng xong bài tập của mình rồi, thì khi lên sân khấu nó sẽ là một bài hoàn thiện hơn và tốt hơn rất nhiều. Cây đào cây quất trong không khí rộn ràng ngây ngất, giữa nhân gian tiếng ngân vang, những hân hoan chào đón xuân sang. Đã lấy sample của Lắng Nghe Mùa Xuân Về, mình đã nghĩ ngay đến bài này là bởi vì khi mà có một cái sự đối lập, đó là khi mà mùa xuân đến và đêm giao thừa, tất cả mọi người được nghỉ ngơi, thì cũng có những cái người mà họ vẫn phải tiếp tục làm việc bởi vì cái đặc thù công việc của họ là bắt buộc phải làm. Và đặc biệt nhất lại là những cái người làm vệ sinh môi trường, họ đã kiểu có những cái sự hy sinh rất là lớn vào những cái ngày như vậy. Em thì vẫn là một bạn thí sinh luôn luôn tạo bất ngờ. Đấy nó cũng là cái thế mạnh của em, nhưng cũng sẽ là một cái áp lực cho em đấy. Dạ, vì bản thân như là như anh thôi, anh cũng rất là mong chờ cái bài của em, muốn xem rằng là em sẽ kể cái câu chuyện gì tiếp theo. Và nếu như em chỉ cần tụt phong độ một chút xíu thôi là em sẽ... Đấy chừng nghe. Ví dụ như cái bạn khác thì có thể người ta sẽ dùng kỹ năng, dùng skill các thứ, nhưng em hoàn toàn là một người kể chuyện. Lần này diễn vẫn giao diện cũ à? Chỉ tóc dài nhưng mà có đạo cụ cái thứ gì không? Trời ơi luôn. Vâng, đúng rồi. Nói về âm nhạc thì mình đã xong bài nhưng mình chưa hoàn thành 100%. Mình cũng thiếu 20% nó là học thuộc. Vào ngày thi đấu thì mình đang cố gắng để có một tinh thần thật tốt và không bị run như những cái lần trước. Đây là một chiến lược để mình có thể thể hiện tốt nhất bản thân trên sân khấu, cũng như là một phần nào đấy hy vọng là được vào vòng trong. Tại vì đối với mình thì sản phẩm lần này như một chiếc khiên đủ chắc để khiến mình qua được vòng này. Và nếu như qua được vòng này rồi thì mình sẽ có những chiến lược tiếp theo ở những vòng sau nữa. Bảng D thì mình thấy là đó không phải một bảng đầu yếu. Tất cả đối thủ đều là mạnh, mình sẽ chúc đối thủ kiểu giữ vững tâm lý và dành được kết quả tốt nhất cho bản thân họ. DJ! Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, để trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Cây đào cây quất trong không khí rộn ràng ngây ngất, giữa nhân gian tiếng ngân vang, những hân hoan chào đón xuân sang. Gió đông bắc lạnh thấu tâm can, nơi góc tối một cô bé với làn tóc rối. Ngày cuối năm cô đang cháy túi, vẻ chất đống rác cao như dãy núi. Quanh năm lận đận cô ấy giống như con lật đật, tháng củ mật cô hay ngủ gật vì không có nổi một
một ngày chủ nhật lòng người lững lờ, họ sững sờ ngắm pháo hoa nhưng lại hững hờ với cô bé mệt mỏi đứng chờ dọn rác thải bàn tay cứng đờ. Một vài người vẫn đang ngồi tán phét, họ liên tục phán xét và không ngừng gán ghép cho rằng cô đáng ghét mà không hề quan tâm cô phải xoay sở trong ngôi nhà 8 mét. Vỏ nước ngọt lăn lóc ngoài hàng nét, cô bé ngồi lên chổi và làm phép hô biến. Đường phố không còn ô nhiễm, cô mới về nhà và bật chiếc vô tuyến đặt chân về nhà. Công canh đã nguội ngắt, đưa tay lên dụi mắt, đèn đường đã lụi tắt. Họ để ý ngôi sao được đồn thổi nhưng lại quên mất những anh hùng cầm chổi. Cô chỉ mong cuộc đời này được yên bình, xứng đáng có nồi bánh chưng cho riêng mình. Mọi người ngồi trên thảm trải sàn êm, tiếng chổi xào xạc xé toạc màn đêm. Nhắn như những con quỷ mang đi những tháng ngày mình thương nhau, bao dung như bầu trời lộng gió nguyên ôm ngàn cái tôi vào lòng. Phan thiết vất vưởng lớn tôi chơi với đổi lấy một lần mình thương sao em à. Tình là duyên và đau, một lần cho nhau ánh mắt làn dặm bình yên. Về sau là mến là thương là say là nguyện điên cùng nhau. Anh đem đổi cả thực tại nắm đôi tay trao lời nguyền đập sâu thuyền. Tình là sóng sắc đang có phiên nổi phiên chìm, đem hết mong mỏi đi tìm hết trái đơm hoa nối cầu duyên. Dạo bước về lối đầu tiên nước nở chia biệt, cũng say đủ chín cơn mơ hội ngộ nơi duyên khởi duyên diệt. Vậy tình là gì, chết đi sống lại bao phiên luôn quẩn ngay nơi luân hồi. Ai cũng giam mình trong những đại lao riêng, ta cho đi hết tâm tư để lại phận ta giữ mình. Ta gom cả bầu trời thơ học nhận ra chữ tình. Hình như em yêu đuôi cần một người giang đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao anh không mơ nói có tỏ tình. Chậm, e ấp nhịp tình tang, ôm tơ bằng người dẫn lối xe duyên để một lần bắt kịp mình sang. Mây hồng rủ tới rồi theo lòng đổi lối, bóng hình hàng nếu trong mộng tưởng. Ta nguyện chết đi cả trăm ngàn lần vì tình dịu êm như độc dược. Tấm lượng tấm can tim quặn thắt khi người bước đi rồi. Chống lại nhân gian thế gian tan tuần hoàn nếu họ đi cướp đi người. Ta ngông cuộc rước đại tội giữa nơi non nước mây trời. Dặn đời trăm nẻo phai phôi chẳng mong nguyệt ước sai lời. Rời biến mơ giữa trời nhá nhem ta mặc đầy đọa thiên cơ. Chờ người đến chơi cả lời ấm em góp nhặt dày cả thiên thu. Vườn hoa đâm sắc quê hương chốn cầu duyên người qua kể chờ. Lúc đầy phản tiếp biết mình tương tư ắt tự khắc họa nến thơ. Bảy nổi ba chìm ta lao đao như suối vàng để tới giao thoa của thời gian để kịp châu hoa thơm tới nàng. Ngàn đời đối diện tất tương giao ngũ duyên thiên lý năng tương ngộ một tình hội ngộ xuống nhân gian cử huyền chuyển đi hóa ưu vô. Trong vắng sợ một mình, sao em không mơ nói câu tỏ tình. Yeah. Let's go. Yêu em đã chờ ai? Let's go, let's go. Đâu cần phải. Hay quá chị Dày ơi. Đây là CJ Meister này. Lạ đây, trận này mới là khó chấm này. CJ, chàng trai đã mang nhiệt huyết của mình trên sân khấu khi remake lại ca khúc Chân Ái, ca khúc hit trong thời gian vừa qua. Và chúng ta có người anh hùng thầm lặng, người lao công nhỏ bé trên sân khấu nhưng mà ngày hôm nay đã tỏa sáng, đó là chị cả. Tôi rất là thích cái cách mà bạn kết thúc ca khúc này, không phải là bằng những cái câu rap của bạn mà bằng chính cái giai điệu rất là quen thuộc để cho nó lặp lại đúng không? Vâng ạ. Còn CJ, bạn mang đến cho chúng tôi một cái câu chuyện tình yêu mà ở đó thì tôi không biết bạn có phải là nhân vật chính không hay là bạn ghi chép lại câu chuyện của ai đó. Trong câu chuyện tình yêu này thì em chính là nhân vật chính á. Thật không? Thật ạ. Tại vì để có được ý tưởng bài này thì em đã phải thốt lên một câu rằng là 9 năm cân mực nảy chữ của em trên con đường rap chắc không nặng bằng một chữ tình.
Trời ơi, cô gái nào đã khiến cho bạn si mê như điếu đổ như vậy? Về cô gái này thì em xin phép giấu tên, nhưng mà chắc chắn là anh hùng nào cũng khó qua mỹ nhân ạ. Yeah. Vâng ạ, và bạn ấy đã mang cái câu chuyện thật của mình lên sân khấu King of Rap. Xin mời Big Daddy sẽ là người nhận xét đầu tiên cho phần trình diễn này ạ. Tôi muốn diễn một cái nét buồn và tiếc nuối. 50 like cho chị cả. Tôi đã bỏ 50 like cho chị cả, cuối cùng chị về đội của người khác. Anh OK. Tôi rất là tiếc nuối và bứt rứt từ hôm đến giờ. Được một chút thôi. Nhưng mà mình vẫn nghĩ đấy là một cái quyết định đúng đúng không? Quyết định đúng về đánh giá năng lực của một rapper. Yeah. Rõ ràng tôi có thể nhận xét là cả hai bạn đều là hai dị nhân của cả hai nhóm. Nhưng tôi sẽ nói với chị cả trước. Cứ mỗi một lúc mà chị cả xuất hiện là làm mọi người rất là tò mò. Ngay hôm nay tôi đến sân khấu, khi mà đứng ở cửa tôi đã thấy ngay chị cả đang mặc bộ quần áo này và đang bước vào trong hậu trường. Tôi đã ngay lập tức tôi phì cười và ngày hôm nay lại có cái gì đó mới mẻ để xem đây. Phân tích lại cái đánh lừa vừa nãy, Bí Linh đã đưa ra được cái sự bất ngờ của cái bài của chị cả đấy là cả cái một cái phần rap thì cái phần cao trào nhất đấy chính là bạn ấy lại lựa chọn cái việc là cho cái điệp khúc của cái bài đấy vào. Đấy, lừa về sau thì anh cũng bảo là chị cả hay là em rap thêm một phần sau nữa đi, nhưng mà bạn nhất quyết không. Em không muốn như thế, em chỉ muốn dừng ở đấy thôi. Thì cuối cùng khi lên sân khấu thì anh thấy đấy là một cái ý tưởng hay của em và rất là đáng ghi nhận. Cảm ơn anh ạ. Nhưng mà cá nhân em lại thích chị cả phải rap thêm một verse nữa. Đấy, đây là đôi khi mọi người sẽ cảm thấy hơi đói đúng không? Đúng rồi anh. Hơi đói một tí, nhưng mà anh thấy dừng thế cũng hay. Cái cách mà chị cả sắp xếp concept và lên cái ý tưởng của mình và thực hiện nó rất là hay. Không những chỉ dừng lại hay mà nó còn rất là đánh lừa. Chị cả dắt mọi người đến một cái góc nhìn này nhưng mà lại hóa ra lại là ở một góc nhìn khác. Rất là phong phú, xuyên suốt từ đầu chương trình đến giờ chị cả vẫn làm rất là tốt cái việc đấy. Còn về phần của CJ, em là một người viết rất là tốt. Em lấy cái sample cũng là một bài hit và em đưa ra cái góc nhìn của em, anh nghĩ là nó rất là sâu. Rõ ràng là cái việc mà em đứng ở đây, ở tại cái sân khấu này cùng với chị cả, nó là một cái cặp đấu mà nó rất là phù hợp với nhau. Rất có lời khen cho CJ ngày hôm nay. Em có một phong cách biểu diễn rất là tốt. Em đi flow rất là dứt khoát. Và cái cách em thể hiện làm anh quên luôn cả bản gốc rồi. Cảm ơn ạ. Anh luôn bất ngờ về chị cả sau mỗi lần chị cả xuất hiện. Anh nghe chị cả rap thì anh đều phải nhẩm trong đầu về những cái câu vần mà chị cả xếp rất là chẳng chịt, nhưng mà cũng rất là thông minh. Em cảm ơn anh Sherry ạ. Cái tháng củ mật mà chị không có cái ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật. Đấy, mấy cái câu đấy rất là đặc biệt và rất là dễ nhớ. Cách bạn ấy viết nó có một chút gì đó mặc dù là rất lâu lắng nhưng mà nó vẫn có pha một chút rất là hài hước ở trong cái cách bạn ấy viết vào. Bởi vì cái cách tư duy nó khác với những cái logic thông thường đúng không? Anh Hồi, anh hình như là chưa đưa ra được cái nhận xét chi tiết nào mà mới chỉ hùa theo hai người anh em của mình. Hùa theo cho không khí nó nhẹ nhàng cho hai bạn thôi. CJ ấy thì thực ra anh thấy trong cuộc thi này em là một cái người phải nói rằng là chưa được may mắn. Bởi vì là em chưa được nhìn nhận một cái cách xứng đáng với khả năng của em đang có. Nhưng mà cho đến vòng này thì cá nhân anh ghi nhận cái khả năng của em. Em là một cái bạn mà trước giờ phong độ rất là đều. Bài của em đều có tứ, rất là đầy đủ. Cái bài vừa rồi của em là một cái bài mà có thể nói rằng là một bài hay. Còn chị cả thì mọi người khen nhiều rồi. Anh nghĩ rằng là anh sẽ không khen và không chê nữa. Em giống như là một cái người nghệ sĩ rồi. Hãy giữ được đúng cái con người nghệ sĩ đấy của mình và mình phát triển hơn lên nữa thôi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn các vị mentor. Trước khi chúng ta đưa ra kết quả thì Linh rất là muốn hỏi thêm CJ một chút. Thực ra không phải đến bây giờ mà những vòng trước nữa chị cả luôn luôn được đánh giá rất là cao. Bạn đứng chung sân khấu với bạn ý thì bạn thấy thế nào? Cảm giác đầu tiên khi em biết là em được đấu với chị cả là em cảm thấy rất vinh dự. Em với chị cả đã là bạn với nhau từ trước rồi ạ. Bọn em cũng rất hiểu màu của nhau nên là khi em được ghép cặp với chị cả thì đối với em đây không phải là một cuộc đấu nữa. Đây là hôm anh em mình được diễn với nhau. Đúng là hai bạn chơi với nhau thân nên ngoại hình cũng nhanh nhá. Gầy gầy giống nhau. Khi mà đứng với nhau thì đúng là số 11 đấy. Có nghĩa là còn hơn cả 10. Các bạn rất là tuyệt vời. Bây giờ sẽ là cái khó của các mentor đây. Quyết định xem là ai sẽ là người đi tiếp. Xin mời. Và bây giờ là quyết định từ các mentor. Chúng ta đã được lắng nghe các mentor nhận xét rất khách quan về khả năng của hai rapper ở trên sân khấu. Người đi tiếp là chị cả. Xin được chúc mừng chị cả với 57 triệu đồng tương ứng với 57 like sở hữu trong ngân hàng của mình. Rất là tiếc phải chia tay với CJ, nhưng không sao cả, như bạn nói, được đứng trên sân khấu của King of Rap với người anh em của mình là một vinh dự rồi. Chúc bạn sẽ có thêm thành công ở những sân chơi mới. Bây
Give it up for CJ. Em cảm ơn ạ. CJ, anh bắt tay em một cái đúng kiểu tinh thần hip hop, bởi vì anh rất là thích em ở trong cái vòng này. Cảm ơn. Ok em, good job. Cảm ơn hai bạn. Một lần nữa chúc mừng cho chị cả. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh nặng ký tiếp theo. Xin mời Robbie với số like 46, tương đương với 46 triệu đồng. Yeah. Mình mời Hoàng Nhật đi. Yeah. Đứng trước anh thì anh thấy là em như một con kiến, còn anh như là một kim tự tháp. Anh thấy hôm nay em đến đây là cũng có vinh dự rap, anh sẽ cho em một vinh dự khác. Cái cách mà em rap cũng có vẻ là nhanh, giống anh Đạt, nhưng mà chưa thuộc lyric là không được rồi. Học thuộc lyric chắc vào, không là đang rap mà krrr, pup, 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 là thành tự sát đấy. Tốt gỗ đấy thì không bằng tốt nước sơn. Em thấy là anh Đạt rap nhanh, nhưng mà độ em rap nhanh tốt hơn. Vậy thôi ạ. Ok, yeah. Nhật Hoàng, thí sinh có thể cân hết mọi thể loại. Nhật Hoàng, thí sinh yêu thích của ban giám khảo, không thể loại. Yeah. Robbie khi mà viết nhạc em nghĩ cũng là cỡ thường. Em nghĩ anh nên quay về với freestyle, lấy nó làm sở trường. Yeah. Đừng nghĩ ván bài này anh chọn em sẽ được lãi to. Đường về Hà Nội của anh đã được em rải hoa. Yeah. Thôi, anh về nhà đi, nghe em làm thơ nè. Bạn Nga nghỉ thi hết đi, đến nỗi anh yêu cây còn muốn được em add Facebook cơ mà. Khoan. Yeah. Bạn chưa hết nhá. Anh không muốn nói ra chuyện này vì người ta sẽ nghĩ là anh đang đuổi. Thực ra anh OK ấy là có một cái thói quen hay add Facebook của các thí sinh khác. Bởi vì khi mà họ thua thì anh còn an ủi. Ok, và hai anh chàng của chúng ta một tràng pháo tay to đâu. Yeah. Em là phụ nữ, em là một bông hoa, bản thân em xứng đáng với thuần phong mỹ tục. Wow, khi con tim liên thuyên đi sâu trong đêm khiến... Em sử dụng meta, em đánh rất là nhiều vần trong đó. Thì mình phải có được mấy cái điểm nhấn cái chỗ đó cho cái người nghe họ thấy được. Tại vì cái lời của em nó không phải là nó vô nghĩa. Họ mà nghe được toàn thể cái bài á, nó có ý nghĩa trải đều ra từng câu vậy á, thì em có điểm rồi. Nếu mà nói thẳng thì hôm nay anh cũng chưa có hài lòng lắm. Anh cứ nói hẳn là thất vọng luôn đi. Anh thấy trong bảng này em là người kiểu cũng có nhiều tiềm năng ấy. Em vừa làm được nhạc này, cái bài này là bạn ấy tự làm đấy nhá, không phải là anh làm đâu. Bản phối của bạn ấy khá là hay, khá là hơi bất ngờ đấy. Nhưng mà cái phần rap thì kiểu em đứng ở đây như này mà mới có mỗi bọn anh như này thôi mà kiểu em đã chưa gì em đã co rúm hết cả lại rồi. Em biết không, làm cho cái người chuyên môn như bọn anh thấy rằng là nhìn nhận được cái hay của em không thôi chưa đủ. Em phải làm cho khán giả, người khán giả người ta cảm nhận, người ta thích em. Trước khi mà mình tham gia King of Rap thì mình có rất là thích một bài hát. Đó là bài Bánh Trôi Nước của chị Hoàng Thị Linh. Yeah, và bài hát đó thì nó chạm đến con tim mình rất là nhiều. Chỉ vì mình mới vừa chuẩn bị lyric ngày hôm trước thôi, nên là hôm nay mình còn phải là quên lời và cần phải cầm điện thoại. Cũng làm anh Hoài Anh và anh Đạt mới nẹt hơi khá thất vọng vì cái sự chuẩn bị của mình. Mình nghĩ là mình cũng hơi buồn về điều này vì thời gian khá là gấp rút, nên mình sẽ cố gắng tập luyện hàng ngày để có thể mang đến một phần trình diễn tốt nhất và làm anh Đạt và mọi người hài lòng. Cơn Mưa Qua là một kiểu bản hit của anh OK ngày xưa ấy ạ. Thì em rất là hâm mộ anh OK. Thì cái lúc mà có dịp dùng sample cũ thì em có xin ý kiến anh OK. Thì em đầu tiên là em viết vơ 1 thì em chưa hình dung được vơ 2. Lúc mà em nghe qua một bài nữa đấy là bài Life is Good của Drake với cả Future, thì em thấy là trong một bài nhạc phải là một con beat chạy xuyên suốt, thì em thấy cái sự sáng tạo của họ hay. Em muốn biến nhiều mà bây giờ nhiều người gọi là think outside the box ấy. Em muốn biến cái không khí nó đang buồn bã thì nó trở thành một cái căn phòng sôi động nghịch ngợm hơn. I'm so cold, yeah. Ngàn thứ còn chưa kịp nói, you never know. Em nói chẳng thích anh chơi nhạc rap, I guess that's why gotta go, yeah, ooh. Em biết rằng là mình hát ở cái tôn thấp và để nó có cái sự mềm mại, nhưng không có nghĩa rằng là hát thấp mà nó lại bị dính như thế. Dạ. Em làm chữ nó bị dính quá. Dạ. Không chắc. Bắt cái chữ ra. Ok. Em phải chắc chữ hơn nữa. Dạ. Anh nghĩ là cái phần mà key của em lại nó lại chính là cái câu đầu. Dạ. Khi em có một cái khởi đầu tốt ấy, dạ, thì là nó sẽ làm cho người ta thích ngay.
melody của nó rất là catchy ấy. Dạ. Nhưng mà kiểu em hát bị lỏng á. Vâng, em cảm giác nó hơi nén hơi. Hay là hơi thấp không? Hay lên tông không? Cho em lại một lần nữa đi ạ. Bất cứ trường hợp nào mình luôn tự tin, bởi vì đấy là một cái liều thuốc tốt nhất để làm cái phần performance của mình được hoàn hảo nhất. Còn kết quả như thế nào thì nó là thời gian sẽ trả lời và ban giám khảo sẽ quyết định. Anh Robby cũng là một người rất là giỏi kể freestyle và lẫn viết nhạc. Được đấu với anh cũng có thể coi là như là một thách thức, là một cái rào cản mà mình có thể vượt qua. Còn nếu mà mình không thể vượt qua nổi thì mình phải tập luyện hơn nữa và để thể vượt qua cái rào cản đó. Mình đánh giá cao Nhật Hoàng là một người trẻ, có tài năng, có cái năng lượng rất là trẻ, có cái khả năng chơi vần cũng rất là dày đặc, cũng là một đối thủ khá là đáng gờm cho mình. Mình thích thử sức mình với cả những người trẻ, vì nếu như mình có thể thắng được những người trẻ thì có nghĩa là mình chưa lỗi thời. Tự tin bao nhiêu phần trăm chiến thắng thì có lẽ là trên 100%. Mình có một câu nhắn nhủ với Nhật Hoàng, đấy là không biết em quê ở đâu để anh tiễn em về, không có hoa để giải đâu. Đối với mọi người á, thì bảng D có thể là bảng chót thấp nhất. Con đường duy nhất của tụi mình đó là đi thẳng lên trên. Không có một rào cản nào có thể ngăn ngẽn của tụi mình cả. Mình phải cố gắng hết sức để mình lội ngược dòng và vươn tới vị trí cao nhất có thể. Yeah, và mình cứ làm hết sức mình thôi. Cơn mưa qua từng dòng lệ phôi phai, anh ở đây ngồi không giấc mơ. Nơi bên hiên nhà em như đi qua và bóng đêm quay về. Và anh cần thoát được ra khỏi nơi này, yeah. Không còn những lần bad trip như vậy, yeah. Bỏ qua mọi thứ để có thể quay về. Không còn sống vì âm nhạc tình đến để ôm em baby, yeah. Ở phía nơi em baby do your love, yeah. Ở phía nơi anh của baby I'm so cold, yeah. Ngàn thứ còn chưa kịp nói you never know. Em nói chẳng thích anh chơi nhạc rap, I guess that's why I gotta go, yeah. Bao nhiêu lần ta đã phải cãi vì nó, yeah. Rồi bao nhiêu lần đâu em bỏ đi bằng cái khâu, yeah. Bên nào để yêu rồi tại sao lại mưa, yeah. Vì sao đứng trong mưa mỗi khi mà em phải ưa, yeah. Mưa vẫn còn rơi nhưng sao ta vẫn còn xa, yeah. Vì sao vẫn cố gắng vẫn nhìn nhau như người lạ, yeah. Anh không tin rằng mọi thứ chỉ cứ vượt qua như cơn mưa đêm mà ta đã thấy được nhau. Oh baby, I miss you so. Vì sao nước mắt đang rơi khi thấy em đi bên ai? Và anh đã sai, và anh đã sai. Mưa ấy dậy ấy. Ngủ lâu quá. Ok, let's go. Cơn mưa qua, cơn mưa qua, cơn mưa qua. Yeah, yeah, yeah. Ok, let's go. Không phải là người như thế, anh không phải là người như thế, nhá. Không phải là người như thế, anh không hề được cười như thế, nhá. Không phải là người như thế, anh là mưa. Không phải là người như thế, anh không hề được cười như thế. Anh là mưa, có thể đến vào sáng tối hay là trưa, yeah. Anh làm cho họ ướt nhưng không hề thích sân vân cầu Hàn Quốc hay ta thưa, yeah. Anh là đề tài hot nhất để họ có thể khai thác ở cả bây giờ và ngày xưa, yeah. Nếu em không tin thì cứ để mỗi khi họ freestyle thì ngày xưa sẽ vẫn với cả ngày mưa, yeah. Một cơn mưa lớn, anh drop kiếm một vùng đất cằn cỗi. Anh không đủ nhà dối để quan tâm đến việc em có giận hay là hờn dỗi. Em có thể chọn dừng chân hay là ngồi cùng, bởi vì ủy mị, yếu đuối không phải là tác phong của người hùng. Một khi anh drop thì tầm quan trọng của anh lại đi lên. Em biết SV, em đôi khi họ gọi nhầm là Viren. Đừng để anh nóng là sẽ có trận đổ bộ ngã vùng. Vì mỗi khi anh phóng, mưa gió bão vùng. Cơn mưa qua. Đầu được sinh ra bầy nồi ba chim với nước non, số phận em lên xuống trong sự bất công làm sao mà có thể cân bằng. Dân ơi,
giới hạn. Và đây là những gì mà em đã phải trải. Let's go. Mấy đôi ba chim không được đánh được ra tiền. Em lang thang lang thèo hàng mang trong trang phục rách rưới đen nhầu nát. Nơi thắng sáng em mang đèn muốn sang trang bước tới là một gam màu khác. Tương lai ngày mai sao nỗ lực khổ cực tìm thấy đâu mà đáng nổi. Nơi trời gian này đang ghét sao biết đâu họ phán xét. Cái trang tục này đáng ghét sao mà đời hán đổi. Cần phải tính toán em không dính dáng mà không quýnh quen. Anh sang nhận lối em sẽ băng qua hết. Phát lá quán nạt rác mạc đỏ hoang. Nhiều lúc nó sẽ đem những bản năng ta đến. Ngọn lửa sẽ sống một cháy từng ấy thời gian chỉ là xăm phải nhớ. Nụ cười là thiên thang ước mắt là trần gian. Cuộc đời cảm thấy biết đâu là an toàn. Khi sinh ra đêm trải gian nan. Những chiếc sắt đá cũng phải dần dần cạn. Nếu phải trải qua nhiều bất công xảy ra lỗi lầm ngoài kia trong thùng bị đánh gục. Em là phụ nữ em là một bông hoa. Bảy thân em xứng đáng với thùng phong mỹ tuật. Wow. Khi con tim liên huyền đi sâu trong đêm sẽ được khiến thế gian thỏa mãn. Đưa thiên tai đi ngang ngang theo ngày đen. Khi thiên bè mới quen quả cạn. Mâm nam xuân xanh em đã đủ lớn. Tại sao lại phanh sổi như con nít vần lời. Em đứng lên cầu hồn xa thiết trần trời. Từ bỏ nhân gian chấp nhất vào một kiếp luân hồi. Rồi em sẽ hiểu được bản chất thật sự của cuộc đời này là thế nào. Em chỉ là một tế bào rồi sẽ có những phiên bản khác được thế vào. Làm sao có thể miêu tả hết được sự bất lực chỉ trong hai đoạn rap. Em chỉ muốn tâm hồn của mình được thanh thản ở một giai đoạn khác. Đừng để dọc lại lập nhẹ đi đường nhẹ mắt. Em càng trân trọng thứ gì thì mình lại thường sẽ mất. Liệu cô đơn có phải là điều bất hạnh nhất? Em cũng xứng đáng có quyền được hạnh phúc. Em có quyền được hạnh phúc. Chẳng phải chọn thắng xét công nghệ được quý như tinh hoa. Là viên kim cương của sáng ngay từ lúc đầu được sinh ra. Yeah. Em vẫn không quan tâm ngoài kia người đời đang liếc nhìn. Cuộc đời của em ra sao là do bản thân em quyết định. Rắn nát mặc dù tay người kẻ nặng. Mà giữ tấm lòng xa. Những mảnh giấy vụn này tượng trưng cho sự khó khăn, vấp ngã mà mọi người đã từng phải nếm trải. Các bạn phải nghiền nát nó và tiến thẳng về phía trước. Wow, 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 wow! Mời sức nơi cho Nhật Hoàng! Vâng ạ, chúng ta vừa đến với phần trình diễn của Ropi và Nhật Hoàng. Quả thực là cái giai điệu đầu tiên rất là quen thuộc của ca khúc mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Cơn mưa qua từng dòng lễ phôi pha, đúng không? Cảm ơn LK Young Uno và ngày hôm nay là Droppy đã mang lại cho chúng tôi cả một bầu trời ký ức âm nhạc của những người yêu nhạc rap từ khi mà tôi còn học cấp 2 cơ. Chắc là quý vị khán giả cũng nhiều người đồng cảm với feeling. Và sau đó thì cái cảm xúc của tôi nó lại bị trái ngược hoàn toàn với những gì mà chàng trai mặt thì hiền khô đang nhìn Linh rất là ngơ ngác trên sân khấu, nhưng mà những cái thông điệp mà bạn đưa ra thì thực sự là nó mang tính phản biện rất là cao và nó rất là cá tính. Chúc mừng cả hai bạn đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Trước tiên cảm ơn hai em về màn trình diễn rất là tuyệt vời. Anh xin nhận xét về phần của Droppy trước. Đầu tiên là anh cũng quên luôn bài của anh LK rồi. Lúc đầu anh thấy em đi giai điệu rất là hay. Sau đó anh cảm tưởng như anh bị lừa vậy. Anh cũng thấy cái con người cá tính của Droppy những cái vòng đầu trước. Nhưng sau đó em lại dần dần em xuất hiện. Đấy là cái idea của em ạ. Cái nhân vật mưa lúc đầu ủy mị đấy nó chỉ là một giấc mơ rồi ạ. Sau khi mình tỉnh dậy rồi mình lại là cá tính của mình. Tuy nhiên là trong giấc mơ đấy thì có những cái giai điệu rất là hay. Giờ anh mới biết khả năng của em là có thể đi giai điệu rất là tốt. Em cảm ơn ạ. Còn về Nhật Hoàng thì anh thấy cái phong cách biểu diễn của em hôm nay cũng rất là tốt. Ở trong cái phần bài hát của em có sử dụng một số từ khá là gai góc. Anh cũng rất thích phần trình diễn của em. Em cảm ơn ạ. Droppy, cái đoạn đầu vào anh thấy nó hơi khó hiểu về phối khí. Có một chút gì đấy nó không được catchy cho lắm. Sau đấy thì em vào cái verse rap đầu tiên của em. Khoan bàn về chuyện em rap như nào, nhưng anh đang cảm thấy là em di chuyển ở trên sân khấu rất là nặng nề. Nhưng mà về sau thì ngay lập tức em đã lại tiếp tục đánh lừa mọi người bằng cách là em chuyển sang. Và từ đó em diễn rất là tốt, rất là năng lượng. Và rõ ràng là cái đoạn sau của em anh thích hơn. Và nó ra được đúng cái phong cách của em. Còn về Nhật Hoàng, anh thật sự là anh không ấn tượng vòng này của em bằng những cái vòng trước. Tại vì anh biết em có thể làm được rất là tốt. Tuy nhiên thì vòng này anh cảm giác như em đang bị bung năng lượng một cách thừa mứa.
Tức là em đang cố gắng làm rất là gắt gỏng, thành ra có rất là nhiều chỗ anh không đọc được rõ lời của em. Và cái đoạn intro đầu tiên của em vào ấy, anh cũng thấy là em xử lý nó không được hợp lý. Chỉ đơn giản là một cái sample, sau đó em một câu rap, một sample, một câu rap. Nhưng anh thấy nó chưa được đặc sắc. Anh thì anh xin lỗi Bích nhá, anh lại không cảm thấy thế đâu. Tại vì bạn ấy đã lựa chọn cái cách mà gai góc ấy. Tức là nó đã gai góc rồi thì phải cố làm cái năng lượng để cho nó thật sự là gai góc. Có thể là ở đâu đó cái cách sử dụng ngôn từ hoặc là cái cách mà bạn ấy phân bổ như là Bích nói ấy, là nó chưa được đặc biệt hay là gì đấy. Nhưng mà về tổng thể một cái bài khi mà đã xác định làm theo cái cách này thì em nghĩ là bạn ấy đang đi đúng hướng. Bạn ấy tạo ra được một cái gì đấy mà khi người ta xem, kể cả người ta có cảm thấy sẽ hơi rùng rợn một chút. Chuyện đấy thì nó cũng có thể là ghi nhận được mà. Có lẽ đây là do cách em chọn chủ đề. Nó bị hơi thừa một chút thôi, nó bị bộc pha, nó không được cân đối cho lắm. Đấy là ý kiến của em. Chủ đề của Nhật Hoàng nó phải cần tỏa ra khá nhiều năng lượng và cái cảm xúc để khi diễn tả cái chủ đề này. Anh vẫn nghĩ rằng là đồng hành với cả những yếu tố dễ nghe, bắt tai thì đâu đó chúng ta sẽ vẫn phải có những cái gì đấy nó mang màu sắc khác. Thì Nhật Hoàng lại là một cái thí sinh như thế. Giống như là bao nhiêu lâu nay bị nhốt ở trong một cái vỏ bọc ấy, và đến cái lúc người ta phải bung ra. Và anh cũng cảm nhận rất là nhiều những cái tâm sinh quan đấy ở trong các bạn thí sinh của King of Rap năm nay. Tức là ở ngoài thì các bạn ấy rất là hiền, nhưng các bạn ấy có một trong cái nội tâm thật sự là rất là kinh khủng, rất là đa dạng, nhiều thứ mà mình cảm thấy bất ngờ. Thế còn Robbie, em vẫn có một cái phong độ tốt, là một cái người mà đúng là như là một cái đàn anh. Nhưng mà tuy nhiên đấy, các đàn anh cứ phải cẩn thận. Dạ. Bởi vì nếu các đàn anh mà chỉ sơ sảnh thôi, một chút thôi, là các em nó thịt ngay. Trước ngày hôm nay em cũng rất là sợ Nhật Hoàng đấy ạ. Anh nghĩ là như vậy đó. Cho Linh tham gia thêm một tí được không ạ? Thực ra cái lúc nãy khi mà Bích nói là không thích cái cách một câu hát và một câu rap đi vào với nhau, Linh nghĩ là với cương vị là một khán giả ấy, và mình nghe ấy, khi mà bạn ý làm như vậy, mình có cảm giác là bạn ý đối thoại với những cái câu hát mà cái nội dung của nó là cái gì đấy nó đã đóng đinh trong tâm trí của người nghe rồi. Những cái câu thơ rất nổi tiếng của bà Hồ Xuân Hương như vậy á, khi mà mình đối thoại lại, đấy là một cách rất là thú vị mà bạn ý đã làm. Em xin lỗi biết đã đi, nhưng mà em muốn gai góc và thật sự là tâm tối trong bài hát này. Và những cái độc đó là tạo nên những cái tích cực riêng trong cái bài hát để cho nó sáng hơn một tí à. Em cảm ơn ạ. Bây giờ thì sẽ là phần quyết định đến từ các mentor. Chúng tôi rất chờ đợi phần này. Bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Các rapper trẻ của chúng ta trên sân khấu, hãy nhớ rằng cho dù kết quả là như thế nào thì các bạn cũng đã đến đây với chúng tôi và thể hiện thật nhất con người của mình đến với khán giả. Rap là như vậy, giúp cho chúng ta bộc lộ được những gì chân thực nhất, ẩn sâu nhất ở bên trong mình. Và kết quả của chúng ta ngay lúc này sẽ là chiến thắng thuộc về Nhật Hoàng với việc chiếm trọn 46 like từ Groovy, và bạn có 51 like tương ứng với 51 triệu đồng trong ngân hàng điểm của mình. Xin chúc mừng Nhật Hoàng. Và chúng ta chia tay Groovy ở đây trên sân khấu của King of Rap. Và tôi hy vọng là dù cho kết quả có như thế nào thì ở bên ngoài Groovy vẫn là một người anh và sẽ sẵn sàng những nguồn lực để mà các rapper, không chỉ có bản thân bạn mà cộng đồng rapper sẽ phát triển hơn nữa. Yeah, và ngay bây giờ thì ngay cạnh tôi đây, đấy là một cú lật kèo đầu tiên rất ngoạn mục đến từ Nhật Hoàng. Nếu các bạn hỏi bữa ăn sáng nào tuyệt vời nhất, có lẽ mình sẽ trả lời là bản A. Sau khi mà bạn đã trình diễn bản trình diễn vừa rồi thì bạn có cảm thấy là những cái điều mà mình chuẩn bị từ trước nó có tác dụng không? Work hard, play hard anh. Oh. Yeah. Thì em đã tập luyện có thể nói là sáng đêm luôn. Em thực sự là không có phút nào em ngừng nghỉ, tới mức mà giọng em kiểu bị tắt luôn, không thể nói được nữa. Yeah, và đây là thành quả mà em có thể nhận được. Yeah. Yeah, và vừa rồi thì bạn đã giành được rất nhiều like đến từ Robbie, và hiện tại bây giờ bạn đã và đang trở thành một trong số những thí sinh có lượng like nhiều nhất của chương trình, với số like bạn lấy được từ Robbie đấy là 46 triệu. Yo, và bây giờ hy vọng rằng tiếp nối cái đà chiến thắng bây giờ thì bạn sẽ vẫn giữ tinh thần như bây giờ để chuẩn bị những phần thi xuất sắc hơn trong vòng sau. Yeah. Chúc mừng bạn một lần nữa, chúc mừng Nhật Hoàng rất nhiều. Yeah, cảm ơn. Woo. Chiến thắng của Nhật Hoàng trước Robbie đã tạo ra cú lầu ngược vòng đầy ấn tượng để khép lại tập đầu tiên của vòng sample. 5 cặp đấu còn lại của hai bảng A và D
là sự đối đầu của những rapper nào? Chỉ định gọi tóc trắng. Ok em, đọc bài Rick Joy là sai. Vậy về về. Chắc là sẽ nhìn thấy mình với con mắt là kiểu cậu này vẫn còn dễ ăn và chọn mình để làm một phương án an toàn. Nhưng mà đó sẽ là một lựa chọn sai lầm. Khá. Vẫn mạnh nhất từ đầu chương trình đến giờ. Stay cool. Hôm nay sẽ đưa Deep Blue về Play Cool. Khi bảng D không quên thách đấu thì với mình cũng chẳng có nghĩ gì cả. Bởi vì dù có gặp là ai nữa thì mình vẫn sẽ chơi hết mình thôi. Tôi chọn ai đây? Nhìn lại và chờ coi. À, Captain aka Hoàng Đức Duy The Voice. Yeah. Chiến lược của mình rất đơn giản, đó chính là mặc áo giáp cho bạn đấm, rồi mình sẽ tấn công lại. Khi anh nhìn mắt em, sao em lại lờ đi? Nào hãy tới đây đi, cô em mặc sơ mi. Thôi, bạn sự cầu duyên vậy. Mình rất hào hứng khi đấu với những đối thủ mạnh. Càng mạnh thì mình sẽ càng gọi là cố gắng nhiều hơn. Cuối cùng, pháo Never Die! Để mà trụ được cho đến vòng này thì anh đã phải vất vả rồi. Anh nên về nhà để nghỉ ngơi đi. Giải thưởng thì hãy để em chinh phục cho. Bài báo cáo xin được phép bắt đầu. Thay đổi phương tiết để cho đặt thêm sắc màu. Ta nghe đầu đây thì vẫn còn vàng tiếng vọng. Năm nay thì là một năm để biến động. Chưa nghe xem lại được. Không cần phải hát quá tròn trịa đâu. Tại vì mình đang rất là sinh động mà. Dạ. Đấy, và cái phần rap thì cũng vậy. Thử ví dụ cái vơ 2 là. Tê tò ăn cầm cây kèn trong nhật. Qua rồi bao ngày u sầu trong đầu, bây giờ vài điều ăn xe. Anh làm được điều đó thôi. Em đi đến đây là quá thành công so với em rồi. Đúng không? Còn gì để mất nữa? Tại sao mà lại cứ phải co rúm lại người lại như thế? Kể cho anh nghe tại sao em lại như thế không? Yếu tố cần thiết nhất để chiến thắng là sự bình tĩnh. Mình cần tin vào bản thân và âm nhạc của mình. Mình không nghĩ là mình quá tự tin. Mình luôn chuẩn bị đầy đủ trước một trận đấu. King of Rap cho chúng ta thấy được thực lực của các rapper qua từng vòng đấu khắc nghiệt. King of Rap cho chính những rapper này những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình chinh phục thế giới rap của họ. Và chính King of Rap sẽ gọi tên những ngôi sao nhạc rap trong tương lai. Đêm thi cuối cùng sẽ chọn ra một quán quân và ba á quân. Mỗi á quân sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng. Quán quân, ngoài việc nhận được 1 tỷ đồng, còn nhận được một MV trị giá 200 triệu đồng do Lep Jam Việt Nam sản xuất và là đại diện Việt Nam tham gia Yo MTV Rap đình đám của châu Á.